Tối thứ tư do anh Trần Quốc Khánh phụ trách. Anh Trần Quốc Khánh là một trong những cái tài sản của Team Nu Việt, phụ trách cái Nu Việt Economy, và đồng thời anh Khánh là một cái người expert trong cái digital networking, và anh Khánh sẽ phụ trách về cái phần huấn luyện và mỗi tối thứ tư qua cái chương trình chỉ và dẫn mình nói về cái digital network marketing, tại sao mình cần network marketing, anh chị có thích hợp hay không, hay là những cái phương tiện nó như thế nào, hay là cái trend trong năm 2017 nó như thế nào, và mấy anh chị sẽ tiếp tục nghe những cái chương trình như vậy thường xuyên anh chị. Cái phần kế tiếp đó, ngoài cái phần webinar mỗi tối thứ tư mấy anh chị ha, giờ Việt Nam anh chị, tức là buổi sáng giờ ở Mỹ đó, thì mình có những cái training offline, đây là những cái chương trình đặc biệt cho học Việt Nam. Mình cũng sẵn đây thông báo luôn đó, là Team Nu Việt ở lầu 5 của 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, thì mình sẽ dọn qua một cái văn phòng khác lớn hơn, tức là cái văn phòng của chị Vân Phạm thì cũ đó mấy anh chị. Next, tức là sát bên cái văn phòng của Nu Việt Academy, mình sẽ lấy nguyên cái phần lớn đó, và trong đó mình sẽ làm một cái góc nhỏ để một cái hình thức studio để mà có thể thâu những cái video live. Mình cũng đang thu xếp để có thể có một cái góc nhỏ để mấy anh chị ở Việt Nam tới đọc sách này và trau dồi những cái kiến thức. Mình muốn làm một cái tủ sách nhỏ, có thể có một cái góc, có quán cà phê nhỏ nhỏ này, mấy anh em có thể ngồi và uống cà phê đọc sách, và đồng thời nó là cái nơi để một số mấy anh chị có thể tới để tham dự những cái buổi huấn luyện về cái digital network marketing. Mình sẽ có những cái training offline, thì anh Khánh dự tính là mình sẽ có 6 khóa, mỗi khóa đó là 1 tháng anh chị, mỗi tuần học 2 buổi, và sau khoảng chừng 6 tháng đó thì có thể là đem nguyên cả cái chương trình nó lên online, vì trong cái thời gian 6 tháng đó thì anh Khánh sẽ phụ trách cái giáo trình đó và coi có thể mình rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm gì. Cái mục tiêu vẫn là mang tất cả những cái chương trình nó lên online để tất cả mấy anh chị ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể tham dự được. Thành ra mình muốn dùng cái thí điểm đó là ở Việt Nam trước này. Cái thứ ba đó, ngoài cái vấn đề webinar training offline, thì mình sẽ có những cái workshop về digital network marketing. Mình chỉ biết là cái lứa của mấy anh em mình, như mình là ở baby boomers, một số mấy anh chị khác có thể là không trẻ và nhanh nhẹn một cách tự nhiên giống như những người millennials, thì chắc chắn đây là những cái kỹ năng mà mình cần phải phải có anh chị. Và ngay cả một số mấy anh chị có thể nói là ở cái tuổi trẻ mình nhanh nhẹn trong vấn đề kỹ thuật, nhưng mà vì cái kỹ thuật nó tiến quá nhanh anh chị, kỹ thuật tiến rất nhanh trong thời gian sắp tới, do đó đây là những cái lớp rất rất cần thiết. Mình sẽ có những cái workshop. Workshop thì vừa online và vừa offline anh chị, vừa ở Sài Gòn, vừa ở Hà Nội, vừa ở Provo Utah. Mỗi lần mà mấy anh em mình tụ về Provo Utah thì luôn luôn có một cái workshop về cái digital network marketing, và một số mấy anh chị ở châu Âu cũng tương tự như vậy. Và nếu mà ở xa, ví dụ như Na Uy hay là Anh Quốc hay là một vài quốc gia khác, thì mình có thể tổ chức những cái buổi online thường xuyên anh chị, và đặc biệt là mình có nguyên cả một cái thư viện huấn luyện cho mấy anh chị, gồm những cái video như thế nào đó để có thể thành thạo những cái ứng dụng về cái digital network marketing, để một số mấy anh chị có thể đạt được cái sự thành công. Một cái thứ tư mấy anh chị là về cái tư vấn, thì mình nghĩ đây là một cái điều mà anh Khánh hiện nay, anh Trần Quốc Khánh hiện nay đang làm với một số mấy anh chị khác đó. Thì mấy anh chị ở Việt Nam may mắn đó là có anh Trần Quốc Khánh, mình sẽ thường xuyên, anh Khánh sẽ dành một chút thời gian để có thể coaching và đồng thời hướng dẫn cho một số mấy anh chị. Mình cũng đã thấy một số mấy anh chị ở Mỹ gọi về tham vấn đó. Thành ra đây là những cái chương trình mà một số mấy anh chị nào mà cần cái sự hướng dẫn hands-on experience gì đó, đó thì anh Khánh sẽ phụ trách cái này và sẽ giúp cho mấy anh chị. Dĩ nhiên là ngoài anh Khánh còn có một số mấy anh chị khác ở bên Mỹ, thì mình phải nói là mình có một số mấy anh chị đang 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 rất năng nổ, và đồng thời đang rất có cái khả năng rất lớn về vấn đề kỹ thuật. Mình có anh Tuấn Trần Ohio, mình có anh John Dương North Carolina, và thậm chí bây giờ đó, mấy anh chị biết là có một người mà hồi hôm mà phụ trách cái chương trình mà live mang qua cái chương trình mà Thế giới phụ nữ, đó là khoa học gia Thùy Trinh mấy anh chị. Khoa học gia Thùy Trinh có thể nói là một người rất mê công nghệ, và đồng thời Thùy Trinh sẽ góp một cái phần rất lớn vào trong cái vấn đề mà mình dùng tất cả những cái công nghệ trong cái chương trình digital, cái Nu Việt Live mấy anh chị ha. Mình cũng đầu tư vào cái team Nu Việt, cũng đầu tư vào một số tiền cũng khá lớn để có thể trang bị những cái dụng cụ, những cái công cụ cần thiết để có thể phát sóng toàn cầu mấy anh chị trong cái thời gian sắp tới. Cái thứ năm mấy anh chị, ngoài cái vấn đề là
webinar training offline workshop tư vấn riêng thì có thêm một cái phần nữa là mình sẽ chuẩn hóa các giáo trình của những cái buổi training qua video, qua webinar và qua live streaming để cho cái phần digital network marketing chị, nó là network marketing nhưng mà mình digitize, tức là mình kỹ thuật số hóa nó để có thể mọi người đều có thể dùng được. Một số mấy anh chị có thể dùng những cái phương tiện để gửi đi rất nhanh, tiếp cận rất nhanh anh chị. Và đó là những cái việc mà mình cần phải làm. Digital network marketing nó không phải là mình ngồi ở nhà mình không làm gì hết anh chị ha. Mình chỉ dùng đây là những cái công cụ anh chị. Digital nó là những cái công cụ, nó là những cái tool, nó là những cái phương tiện để nó giúp cho một số mấy anh chị gắn chặt cái tình thật. Cái con người vẫn phải tiếp cận anh chị. Nhưng mà bây giờ thay vì mình đi đâu ra ngoài, mình phải gặp người này người kia, mình dùng tất cả những cái phương tiện để mục đích cuối cùng là gì mấy anh chị? Giúp người khách hàng và giúp người ứng viên quyết định càng nhanh càng tốt. Và cái đó là cái mục tiêu mấy anh chị. Làm sao nói ít cho rất nhiều người. Vì một số mấy anh em mình hiện nay đang nói nhiều cho quá ít người mấy anh chị. Làm sao mà mình phải thay đổi hoàn toàn cái tình thế là mình sẽ nói rất ít cho rất nhiều người mỗi ngày đều đặn. Và nếu được mấy anh chị, những cái chuyện đó, nó có thể nó làm một cái tự động để làm sao mục đích sau cùng anh chị vẫn là để giúp cho người khách hàng, giúp cho người đối diện, giúp cho người ứng viên quyết định một cách thông minh và nhanh chóng anh chị. Và cái đó là cái mục tiêu. Và một vài cái thông báo về những cái chương trình sắp tới anh chị. Một cái mà nổi trội đó là mấy anh chị thấy trong thời gian vừa rồi là cái chương trình Nu Việt Live. Đây là cái ý tưởng từ Nu Skin anh chị. Người ta dùng cái Nu Skin Live qua cái chương trình kỳ vừa rồi ở châu Âu và mang lại một cái kết quả rất ngoạn mục. Và Nu Skin đã quyết định là kể từ năm 2017, cái convention mà mình thường gọi là cái Global Convention ở Provo, Utah mỗi 2 năm và những năm lẻ anh chị, thì cái tên hay thay vì gọi là Global Convention 2017 Global Convention thì Nu Skin người ta sẽ gọi là 2017 Nu Skin Live và người ta sẽ phát sóng toàn cầu. Anh chị biết là mình đang ở trong một cái thời đại mà con người cái live streaming nó là một chuyện tự nhiên. Một số mấy anh chị đang nghe hiện nay qua telephone, mấy anh chị có thể đang lái xe, mấy anh chị có thể đang ngồi ở đâu đó, một số mấy anh chị ở Việt Nam đang ngồi ở nhà, đang ngồi quán cà phê, đang ngồi ở nhà bạn và đang xem mấy anh chị. Hiện nay người ta không có thể theo cái lời mời của mấy anh chị để đi tham dự mấy anh chị ha. Thành ra đó là một trong những cái xu hướng của thế giới, đó là một cái trend, đó là một cái phương tiện mà mọi người đều kỳ vọng là có cái gì hay thì anh cho tôi xem và tôi xem liền ngay bây giờ mấy anh chị. Thành ra đó là một trong những cái điều mà mình sẽ tận dụng và mình sẽ tập trung rất nặng vào cái vấn đề cái Nu Việt Live. Ví dụ như tháng 1 mấy anh chị ha, thì tới đó. Thì sau cái success, sau cái success summit ở Provo đó, thì mình có cái breakout meeting của team người Việt Nam và sau đó mình chị mình có một cái buổi Nu Việt Live. Nu Việt Live ở đây mình chị nó không có cái tính là địa phương nữa, nó không có nằm ở Provo Utah cho thị trường Mỹ và Canada mình chị, nhưng mà nó toàn cầu, nó sẽ phát sóng toàn cầu. Và đó là lý do tại sao mình vừa mới trình bày với mấy anh chị là mình cũng đầu tư vào một số những cái công cụ để một số những cái sự kiện trong thời gian sắp tới sẽ phát sóng toàn cầu mình chị. Vào cái thời điểm đó, vào cái ngày đó mà vậy, thì một số mấy anh chị ở Việt Nam sẽ tham dự vào ngày 21 tây tháng 1 này, tức là ngày 22 sáng ngày sáng ngày 22 tây là ngày chủ nhật ở Việt Nam, thì một số mấy anh chị vẫn có thể ngồi ở nhà, ngồi ở văn phòng, ngồi ở khách sạn, một cái phòng đẹp nào đó, và mấy anh em mình cũng tổ chức những cái buổi vinh danh và đồng thời có thể mang cả gia đình lại và mình ngồi mình nhìn trên cái màn hình lớn anh chị. Vào tháng 2 thì mình cũng tương tự, mình tổ chức ở Việt Nam thì cả thế giới đều tham dự mấy chị. Thành ra mấy chị thấy là chương trình chỉ và dẫn nó không phải là chỉ cho thị trường Việt Nam mấy chị nha. Chỉ và dẫn mọi nơi đều nghe mấy chị. Thành ra những cái lời của chị Bích Nga, những cái lời của Nam Phương, những cái lời của chị Quỳnh Tiên, những cái lời của anh Kiệt Nguyễn ngày hôm qua mấy chị, cả thế giới đều nghe. Chứ không phải là cái ảnh hưởng của mấy anh em mình nó không nằm ở cái tính cách địa phương nữa này. Và mình yêu cầu một số mấy anh chị nên có một cái nhìn toàn cầu. Tất cả những lời nói, tất cả những cái việc làm của mình, tất cả những cái thông điệp của mình, nó sẽ ảnh hưởng toàn cầu chứ nó không nằm ở cái địa phương của mình. Và qua những cái phương tiện như là cái Nu Việt Live anh chị ha. Thì ở đây là
mình xin tóm tắt là một vài cái địa điểm mà mình sẽ làm Nu Việt Live với cái quy mô lớn này chị. Đó là tháng 1 ở Provo Utah, tháng 2 ở Việt Nam, tháng 4 mình sẽ làm lại ở ở Mỹ mình chị, tháng 6 đó. À, tháng 6 mà chị, đầu tháng 6 đó, thì mấy em mình sẽ có mặt ở châu Âu và mình dự tính thì sẽ tổ chức cái Nu Việt Live. Nu Việt Live mà offline mấy chị, Nu Việt Live tức là một cái nơi để mà tụ lại đó, đó là Prague, đó là Praha ở Cộng hòa Séc. Và qua tháng 7 thì mình sẽ tổ chức ở Việt Nam anh chị, tháng 8 ở US, tháng 10 thì mấy anh chị cũng biết này, đó là cái Global Convention mà mình gọi theo cái tên cũ đó, thì mình sẽ tổ chức ở Mỹ, và tháng 12 mình sẽ tổ chức ở Việt Nam. Thành ra ở giữa những cái chương trình như vậy mấy anh chị, thì mình luôn luôn có những cái buổi conference call, webinar. Và mấy anh chị biết là ngay cả cho dù cái 30 phút hỏi đáp thôi mấy anh chị, nó vẫn có cái tính cách toàn cầu của nó. Thành ra tất cả những cái chương trình 30 phút hỏi đáp của châu Âu, hội thoại châu Âu, 30 phút hỏi đáp của thị trường Mỹ, chỉ và dẫn 60 phút nó cùng chia ra làm hai phần. Tất cả những chương trình nó đều nằm ở dưới một cái dù lớn đó mà chị, đó là cái Nu Việt Live. Thành ra Nu Việt Live nó là cái nơi mà mấy anh chị có thể đem những cái thông tin này đi khắp mọi nơi mà chị. Và mấy anh chị có thể, nó là một cái nơi hội tụ của tất cả những cái sinh hoạt của cái Nu Việt toàn cầu. Ở đây mình nói cái từ Nu Việt là gì ha, mình cũng xin một vài giây để nhắc lại mấy anh chị. Cái Nu Việt nó là cái tên của cái team người Việt Nam tham gia Nu Skin mấy anh chị. Nó không phải cái tên do ai đặt ra. Mình đề nghị với một số mấy anh chị đó, mình dùng nhiều về cái tên Nu Việt từ đây về sau đó. Nó chỉ là một cái tên để có thể gọi mấy anh chị. Và mình nghĩ là nó không nhất thiết là ở trong cái đội nhóm của mình với cái tính cách toàn cầu như hiện nay đó, thì mình cũng sẽ không phân biệt là upline, downline hay là anh là thuộc team nào mấy anh chị. Mình chỉ muốn kêu gọi tất cả mấy anh chị nên dùng cái tên Nu Việt nhiều hơn với một cái suy nghĩ mấy anh chị. Đó là cái nơi hội tụ của những tài năng Việt. Mình muốn qua cái cơ hội này giới thiệu cho cái cộng đồng người Việt Nam mình khắp mọi nơi trên thế giới dưới cái tên gọi là Nu Việt này. Nu Việt nó không phải là một cái đảng phái, Nu Việt nó không phải là tên của một tổ chức, Nu Việt nó không phải là một cái nhóm người hay là cái gì anh chị. Mình chỉ muốn mấy anh chị gọi một cái tên Nu Việt như là một cái tên rất là gần gũi, để cho mọi người cảm một cái cảm giác mấy anh chị, đó là cái nơi mà những người Việt Nam khắp mọi nơi người ta vào đó, nhất là trong cái trang Nu Việt Live anh chị, để người ta có thể lấy được những cái thông tin và truyền được những cái lửa. Và cái này nó mình không phân biệt bất cứ đội nhóm nào anh chị. Cái điều đó là cái trên cái tinh thần mình muốn chia sẻ với mấy anh chị về cái phần phát triển mạnh. Và một trong những cái công cụ mà sau cái app cho cái việc chăm sóc khách hàng anh chị vào trong năm 2017, thì một trong những cái project, cái dự án mà mình đang rất là hứng khởi với lại một số mấy anh chị khác đó, tức là mình sẽ có một cái app mà mình sẽ phát triển, đang trong cái giai đoạn phát triển anh chị. Một cái app mà nó mô phỏng theo cái Nu Việt app, xin lỗi, theo cái Aesop Me đó. Tức là khi mà mấy anh chị có bạn bè khắp mọi nơi, mấy anh chị chỉ cần gửi một cái app anh chị, không phải gửi cái app này, ok anh có cái iPhone hay là anh có cái Android, bây giờ anh vào cái store, app store, hay là anh download xuống cái chữ này, ví dụ như chữ Nu Việt app hay là Nu Việt hay là cái gì đó mà anh chị ha, mình chưa có cái tên chính thức. Nhưng mà khi người ta cài cái ứng dụng anh chị, thì trong cái ứng dụng nó có khoảng chừng 20 câu hỏi, và nó giống như cái Aesop Me anh chị, người ta trả lời 20 câu hỏi đó và sau đó người ta biết là người ta cần cái gì. Cũng giống như cái việc của mấy anh em mình đi ra ngoài là làm gì mấy anh chị à? Thứ nhất, tìm hiểu nhu cầu người ta là cái gì mấy anh chị. Có thể là về sản phẩm. Về sản phẩm thì có nhiều cái khía cạnh khác nhau mấy anh chị ha. Và có thể là cái nhu cầu của người ta là cái cơ hội kinh doanh, nhưng mà có thể người ta sẽ không biết mấy anh chị. Cũng giống như cái Aesop Me, mình trả lời những cái câu hỏi thì mình mới biết mình cần cái gì mấy anh chị ha. Và khi mà trả lời 20 câu hỏi mấy anh chị, thì mình sẽ tự động biết nhu cầu của người ta là về vấn đề giảm cân, về vấn đề vóc dáng, về vấn đề da, về vấn đề sức khỏe, về vấn đề thiếu dinh dưỡng, hay về vấn đề muốn làm ở nhà, muốn dành thời gian cho gia đình, muốn có thêm cái thu nhập mà gì. Và mình sẽ có cái video, nó sẽ hiện lên ngay cho người đó theo đúng cái nhu cầu mà cái người ta vừa trả lời trong 20 câu hỏi. Thành ra mấy chị, mình đã nói trong cái thời gian vừa rồi đó, tức là mình không cần phải nói nhiều,
ra ngoài tìm nhu cầu người ta là cái gì và gửi cái video anh chị. Thì ngay cả cái hai cái bước này, và sau đó là mời vào conference call, mời vào cái chương trình 30 phút hỏi hỏi đáp. Thì bây giờ hai cái khâu đầu tiên anh chị, hai cái bước đầu tiên đó mình gom vô một, và nó nằm dưới cái app. Tức là hiện nay mình vẫn chủ trương anh chị là mấy anh chị không cần phải nói nhiều. Nếu nói năm 2017 là cái năm tập trung vào cái digital network marketing, có nghĩa là một số mấy anh chị ở Việt Nam, một số mấy anh chị hiện nay đang ở Canada, đang ở Úc, đang ở New Zealand. À, cũng thông báo luôn đó mấy anh chị là mình cũng bắt đầu mở cửa thị trường New Zealand, mình đang có một vài người ở New Zealand. Người ở New Zealand vẫn có thể gửi mấy anh chị, vẫn có thể gửi thông tin, vẫn có thể có một người bạn nào đó chỉ qua điện thoại, qua tin nhắn trên Facebook nói người ta là tải cái app xuống anh chị. App tức là những cái ứng dụng, nó sẽ là cái cuộc sống anh chị. Hiện nay TV ở Mỹ nó không phải là TV, mà mở TV lên thì nó có rất nhiều cái app, và người ta chọn cái app nào người ta xem thôi anh chị, và người ta có thể mua 1 đồng 2 đồng, chứ người ta không có những cái kênh nữa anh chị. Những cái kênh truyền hình nó sẽ là những con khủng long và nó sẽ bị tuyệt chủng anh chị. Thành ra cái app nó là cái, người ta nói là cái the way of life. Thành ra khi mà mấy anh chị đưa những cái app như vậy đó, và người ta sẽ tải xuống và người ta sẽ xem cái video và người ta quyết định gì. Mình hiện nay mình tập trung nặng vào giúp cho cái người đối tác, giúp cho cái người ứng viên, giúp cho người khách hàng, người ta quyết định một cách thông minh và quyết định nhanh gì. Và đó là cái những cái tập trung, và đó là cái mục tiêu của cái digital network marketing mà mình sẽ ứng dụng trong cái thời gian sắp tới này ha. Rất là exciting về những cái chương trình mà sẽ có ở trong tương lai này. Mình chỉ vắn tắt một vài cái điểm chính thôi, chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những cái mà mình gọi là những cái project, những cái dự án sắp tới mình gì. Điểm cuối cùng là gì anh chị? Mình tin rằng nếu network marketing nó phải thay đổi, mình tin rằng mình đang sống trong một thời đại mà thế giới nó thay đổi quá nhanh anh chị. Quá nhanh ở đây đó theo cái chiều hướng hướng tích cực anh chị. Mình tin rằng nếu network marketing nó là một cái công việc mà mình làm ở nhà, và còn hơn như vậy mấy anh chị, mình không phải làm ở nhà nữa, mà mình làm ở chỗ nào mà mình có cái điện thoại di động, mọi thứ nó sẽ nằm ở đây, mọi thứ nó sẽ nằm ở trong cái điện thoại di động mấy anh chị. Con người sẽ không xa rời được cái điện thoại di động, và qua đó mấy anh chị, đây là cái phương tiện của những bà mẹ đơn chiếc, cho những single mom, đây là những cái dụng cụ để cho một số người lớn tuổi có thể kinh doanh ở nhà mấy anh chị, và cho đủ mọi lứa tuổi vẫn có thể kinh doanh một cách hiệu quả. Đây có thể nói qua cái điện thoại di động, một số mấy anh chị có thể kiểm soát được châu Âu, một số mấy anh chị có thể kiểm soát được một cái doanh số vài triệu đô mỗi tháng, cả 100 triệu đô mỗi năm chỉ qua cái điện thoại di động. Và mình tin cái điều đó, mình tin cái điều đó là mình tin cái điều là những người bình thường có thể làm được chuyện phi thường qua những cái phương tiện và qua cái cơ hội và sản phẩm quá độc đáo, và qua một cái công ty có một cái bề dày. Có thể nói là mình rất tự hào về cái cơ hội mình đang có. Cái vấn đề ở đây mình là mình phải dùng phương tiện nào, mình phải dùng cái hình thức nào để có thể truyền truyền tải cái thông điệp đi nhanh. Thì mình đang ở trong một cái thời đại gọi là huy hoàng anh chị, của cái vấn đề thông tin đó. Đó là qua những cái phương tiện về social media, và mấy anh chị sẽ thấy là trong thời gian sắp tới thế giới còn đi những cái bước rất nhanh anh chị. Thành ra nếu mà bây giờ vẫn còn mời người ta đi họp, vẫn còn phải gặp ra quán cà phê, vẫn còn phải đem những cái flip chart ra mà ngồi mà làm thuyết trình mấy anh chị, mình đề nghị với mấy anh chị là cái giai đoạn nó đã qua rồi mấy anh chị. Mình không thể nào đi ngược lại cái thời tiền sử, thời đồ đá để có thể sống được mấy anh chị. Chắc chắn mấy anh chị, mình chỉ còn một cái lựa chọn duy nhất là mấy anh chị phải cưỡi cái ngọn sóng trong năm 2017 mấy anh chị. Chứ còn nếu không mình sẽ bị tụt hậu, và chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị tụt hậu mấy anh chị. Mình có thể hứa chắc với anh chị một điều đó là mình rất nhanh nhạy và mình rất nhạy bén trong vấn đề sử dụng công nghệ thông tin, vì đó là cái điều mà nó giúp cho mình phát triển trong suốt 7 năm vừa rồi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dĩ nhiên mình chưa tự mãn, mình nghĩ là cái team nuôi việc và một số mấy anh chị vẫn có thể làm hơn 100 lần như vậy mấy anh chị. Thành ra cái khẩu hiệu mà cho năm 2010 17 đó là cái chữ 10x, 10x mấy anh chị ha. Làm sao mà mình có thể 10 lần hơn mấy anh chị, không phải 2 lần hơn. Mình muốn một số mấy anh chị nghĩ về tương lai bằng cách là mấy anh chị nhân lên cho 10. Điều đó không có nghĩa là mình nói quá, điều đó nó không có nghĩa là ngồi mình mơ hão, điều đó nó không có nghĩa là mình phải chạy theo
cái danh hiệu hay là mình chạy theo cái doanh số, cái điều đó là cái điều hoàn toàn mình sẽ không làm. Mình sẽ không chạy theo điểm, mình sẽ không mua điểm, mình sẽ không chạy vì cái vấn đề doanh số mà gì. Mình nhắm vào những cái căn bản nhất của cái network marketing, mình chỉ dùng cái digital ở phía trước thôi mà gì, để cái network marketing nó chạy nhanh hơn. Và cái căn bản, cái kinh điển của network marketing nó không có thay đổi mà gì, tức là dùng sản phẩm chia sẻ với người khác và đi tìm những người làm giống như mình. Cái đặc thù của sản phẩm của Nuxin là người ta dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại hàng tháng là gì. Thành ra mình có thể nói với mấy anh chị là những cái nguyên tắc của network marketing là chăm sóc tận tâm một số khách hàng gia đình để có cái ADR căn bản là gì. Đó là những cái việc mà mình cần phải làm gì. Nếu không nói là mình làm một cách rất nghiêm túc trong cái vấn đề chăm sóc một số khách hàng, cái nền tảng của mình vẫn là cái số lượng khách hàng dùng sản phẩm là gì. Thành ra trong 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 cái chiến lược này, thì network marketing đầu năm anh chị á, thường thường một số mấy anh chị hay hỏi cái câu đó là cái cuối cùng mình muốn là gì anh chị. Cái cuối cùng mình muốn là vững và mạnh anh chị, vững và mạnh. Thì có hai khuynh hướng anh chị ha, khuynh hướng là em mạnh trước rồi em vững sau, hay là em vững trước rồi em mạnh sau anh chị. Mạnh trước vững sau đó có nghĩa là sao mấy anh chị? Mấy anh chị ra ngoài tuyển dụng ào ạt. À. Mạnh mạnh ở đây tức là mình ra ngoài mình tuyển dụng rất nhiều mấy anh chị ha, để rồi qua cái quá trình nó rớt, nó sàng lọc mấy anh chị, để một số mấy anh chị còn lại một cái số nhỏ gọi là đứng vững. Cái đó là mạnh rồi nó đưa tới chuyện vững mấy anh chị. Mình nghĩ là cái phương cách vững và mạnh đó đó, đó là cái cách mà nếu network marketing mình đã làm trong suốt bao nhiêu thập niên qua này, và nó không mang lại kết quả. Mình chủ trương là mạnh là vững rồi nó mới mạnh. Vững ở đây là mỗi mỗi nhà phân phối có phải có một cái số lượng khách hàng. Mình tin ở đây vững ở đây mấy anh chị là những anh chị executive phải chăm sóc tận tâm một số gia đình mấy anh chị, vì cái vững vàng đó nó mới đưa tới cái vấn đề mạnh. Là tại vì sau đó mấy anh chị sao chép những cái trường hợp như vậy, mỗi người, mỗi distributor, mỗi nhà phân phối, mỗi executive làm một cái cửa hàng anh chị. Và qua cái cửa hàng di động đó anh chị, mình có một số bạn bè bà con là những người chăm mình chăm sóc rất tận tâm như những người trong gia đình, và người ta sử dụng sản phẩm hàng ngày anh chị. Và chính cái điều vững đó nó sẽ dẫn tới cái thêm mạnh của mình, chứ không phải mạnh vững anh chị, nhưng mà vững nó sẽ mạnh. Đó là cái sự khác biệt rất lớn. Và bên cạnh đó mình dùng cái digital anh chị ha, tận dụng digital để cho thấy là cái thế giới này nó không còn biên giới anh chị, và mấy anh chị có thể ngồi ở Việt Nam có thể tiếp cận khắp mọi nơi trên thế giới. Thành ra mình muốn dùng một vài cái từ và một vài cái hình ảnh đó, cũng giống như cái chữ 10x, để một số mấy anh chị có thể thấy là mình không, cái cơ hội này nó không giới hạn anh chị. Mình tin rằng một số mấy anh chị nếu cứ mỗi 3 tháng cho ra đời một cái executive anh chị, mình làm hai việc. Thứ nhất anh chị, tức là chăm sóc tận tâm một số gia đình, và cái thứ hai cứ mỗi 3 tháng cho ra đời một cái executive vững vững anh chị, mỗi 3 tháng cho mỗi executive cho ra đời một cái executive thôi vững vàng, thì trong vòng 2 năm tới mấy anh chị sẽ rất mạnh anh chị, rất mạnh, đi những bước rất chắc. Có thể nói là nhiều người nói chậm anh chị, nhưng mà muốn nhanh thì mình phải chậm anh chị, vì không thể nào mình mạnh để rồi sau đó vững anh chị. Vì khi mà mình mạnh rồi mình chờ cho nó vững, mấy anh chị biết là bao nhiêu người sẽ trả cái giá cho cái đó, và bao nhiêu người sẽ có những cái kinh nghiệm cay đắng mà chị về nếu của marketing. Mình không muốn làm cái chuyện đó. Vững thì nó sẽ mạnh, mạnh rồi nó vững mà chị, cái thời giai đoạn đó nó đã qua rồi. Mình mong anh chị khép lại cái khép lại mấy chị ha, khép lại những cái trang 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 kinh nghiệm để cho mấy anh chị thấy là cái thời của nó đã qua rồi, mình sẽ không lặp lại. Thành ra đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với mấy anh chị trong cái năm 2017 đó. Thì không mấy anh chị có được một cái sự tự tin, có thể nói với mấy anh chị là hai vợ chồng mình tham gia network marketing trên 20 năm, và chưa bao giờ mấy anh chị mình có thể bước vào một cái năm mà nó mang lại cái nhiều hứa hẹn và nhiều cái sự hứng khởi đó. Mình luôn luôn sáng tạo, mình luôn luôn đi tìm những cái phương tiện mới, mình luôn luôn nghĩ rằng network marketing nó phải rất đơn giản mà. Nó phải rất đơn giản, nó cho mình được cái tự do mình ngồi ở nhà thường xuyên hơn anh chị ha. Trong thời gian vừa rồi mình ngồi ở nhà nhiều hơn, mình có nói chuyện với Lê Chí Linh hôm qua thì mình nói là dạo sau này mình ở nhà nhiều hơn, thì Lê Chí Linh hỏi là tại sao vậy chú,
Nó đơn giản mà chị, vì khi mình ở nhà mình đạt được cái hiệu quả rất cao hơn là mình phải đi mà chị. Anh thành ra ở đây mà chị ha, không ai muốn đi ngược đi xuôi mà chị, không ai muốn chạy ngược chạy xuôi, ai cũng muốn sống trong một cái khung cảnh riêng của mình. Nếu đẹp hơn nữa, một số mấy anh chị có thể ngồi ở bãi biển, một số mấy anh chị có thể đi Phú Quốc, đi Hà Tiên, đi Cà Mau gì đó, hay là một số mấy anh chị có thể ở Hawaii, ở khắp mọi nơi trên thế giới qua cái điện thoại di động anh chị. Đây là cái văn phòng của mình vẫn có thể làm việc, mình vẫn có thể xây dựng mạng lưới của mình khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là cái điều cuối cùng con người mong muốn và mọi người đều mong muốn anh chị. Và cơ hội này, điều kiện này, mình đang sống trong thời đại mà nó cho phép mình làm chuyện đó thì tại sao mình không làm anh chị? Và cái đó là cái quyết tâm mà mình sẽ làm trong năm 2017 anh chị ha. Ok anh chị, mình xin qua cái phần thứ nhì đó là mình muốn vinh danh một số mấy anh chị. Thứ nhất nữa là một số mấy anh chị đang ở châu Âu hiện nay qualify cho cái chuyến mình không có thời gian để mà có thể recognize một số mấy anh chị new executive hay là một số mấy anh chị Ruby mới trong năm 2016 mà nhỉ, vì cái số lượng nó quá nhiều đó và mình không có nhiều thời gian trong cái buổi hôm nay đó. Mình chỉ muốn vinh danh tán dương tức là celebrate mình một số new star ở cái thị trường châu Âu đó, vì có thể nói là thị trường châu Âu là cái thị trường mà cách đây vào tháng 9 mà nhỉ, vào tháng 9 đó là cách đây khoảng chừng 3 tháng mình có gặp cô account manager Christina đó. Chị cô rất là phấn khởi mà chị ha, là tại vì cô nói là new skin của châu Âu dạo gần đây tự nhiên thấy xuất hiện trên màn ảnh radar của một số người là Nguyễn Trần, Lê Lý Vũ gì đó, và tôi được đề cử đó là chăm sóc những cái thị trường người Việt Nam này. Thành ra tôi muốn mời mấy anh chị đi ăn, sau đó thì cô ta cũng tham dự những cái buổi mà gì. Cái câu chuyện đó nó gợi lại cho mình và bà xã mình cái câu chuyện đó là những người apply ở thị trường Mỹ, người account manager Mỹ vào năm 2009 cũng thấy cái chuyện tương tự, một cái hiện tượng là một nhóm người Việt Nam nổi trội mà. Thành ra cái thời điểm đó đó, cái số điểm thì mình cũng xin phép là không được nói cái không nói về cái điểm đó ở đây nhưng cái volume đó. Thì cái volume mình hồi đó mình hỏi cô ta đó là cái kỳ vọng của chị trong thời gian sắp tới là gì, thì cô ta không nói là gì, cô ta không nói nổi. Đúng là cô ta vì vấn đề tế nhiệm cô ta không nói, nhưng mà mình cứ nói là nếu mà chúng tôi double đó, tức là chúng tôi gom nhân đôi cái số đó trong vòng 3 tháng tới thì chị nghĩ như thế nào? Và cô tròn xoe mắt lắm gì, cô nói wow, nếu vậy thì quá tốt. Nhưng mà mình nghĩ là cô ta không tin mấy gì ha, cô ta không tin mấy gì, cô ta nói là anh này lại nhưng mà sao mấy gì, trong 3 tháng vừa rồi mình đã double cái con số đó. Và hôm nay mấy chị là mình có một số mấy anh chị ở đây đó, mình cũng không có mở cái line ra để cho, nếu mà cho một số mấy anh chị nói đó thì mình sẽ không có thời gian nhiều đó. Mình chỉ muốn một số mấy anh chị, thứ nhất là Linda, Linda Nhung ở đâu, có thể là mở Linda để coi, mình chỉ muốn giới thiệu mấy anh chị nói một vài câu ngắn thôi mấy anh chị ha. Không biết là Linda Nhung ở trong có trong này không ạ? Hôm qua mình không có confirm, nhưng mà nếu mà Linda, ok, Linda Nhung ở đây. Tại Linda viết ở đây là Linda Nung. Ok, Linda với lại Duy mấy anh chị, đây là cái cặp bồ câu. Mình hay gọi đùa đó là cặp bồ câu ở cái vùng vùng Na Uy. Na Uy là một cái từ hàng mấy anh chị hôm đã nghe qua cái chương trình Thế Giới Phụ Nữ này. Anh chị muốn chú chỉ muốn giới thiệu Linda say hi với lại nói vài câu chúc Tết với mấy anh chị coi. Linda với Duy à. Hello. Hello, Chào hello, Trinh, chào Justin, chào chào tất tất cả các cả anh các chị anh ạ. chị em, cô chú, cô bác ở trong webinar hôm nay. Vui quá, vui quá. Vui quá. Đang đốt pháo trong lòng. Đồng lòng, bạn đồng lòng. Ok, rồi có một vài lời gì đó cho một số mấy anh em đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Về chúc Tết hả chú? Một phút, một phút, một phút. Cháu nhân dịp Tết năm 2017 sắp đến đây thì chúc cho tất cả các anh chị em trong webinar ngày hôm nay cũng như tất cả ở ngoài bên phía bên kia, ở ngoài thế giới Thế bên giới. kia, toàn thế giới, nhất là luôn phải có một cái sức khỏe phải gọi là nhân cho 20. Cái gì cũng phải hết, mình nhân cho 20 ha. Rồi coi như là một gia đình phải hạnh phúc. Tốt đẹp, gia đình gắn bó với nhau,
Không có tình yêu, không có gia đình thì đương nhiên là cái business của chúng ta nó cũng sẽ không nhân lên được nhiều. Cho nên là mình cứ nhân những cái đó trước thì tất cả những mấy cái khác nó sẽ càng ngày càng nhân lên. Và chúc cho các anh chị em á, là những cái thách thức ở trong cái năm 2017 sẽ càng thách thức nhiều hơn và trải qua những cái thách thức đó trong năm tới. Mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc, mọi sự như ý và thành công rực rỡ cho năm 2017 sẽ đến. Ok, cảm ơn Linda. Một số mấy anh chị có thể làm quen Linda Nhung với lại Duy Vũ là hai vợ chồng ở vùng Stavanger ở bên Na Uy mấy anh chị. Hiện nay đó thì Linda với lại Duy đang là Emerald. Chỉ còn một cái bước rất nhỏ nữa là trở thành Diamond trong thời gian sắp tới. Và đây là cái star, cái ngôi sao đầu tiên qualify cho cái chuyến du lịch tưởng thưởng của Nu Skin châu Âu đó, ở Cape Town, Africa mấy chị. Thành ra chú cũng đại diện cho một số mấy anh, chúc mừng hai vợ chồng ha. Ok, Cảm ơn Linda. cho đi. Rồi sau Linda mình có Eva Thủy, Eva để coi, Eva bấm đây. Đây, Eva hiện nay đang ở Praha mấy chị. Đây là New Emerald. Là một lần nữa thì cũng xin đại diện chúc mừng. Eva có một phút Eva, Eva mở cái phone Eva ơi. Không biết nói chuyện được không? Rồi. Ok, có một phút chào mừng, chào đón mấy anh em rồi có thể có một vài thông điệp gì đó. Ok Eva. Dạ, em chào anh ạ. Em chào tất cả anh chị trên webinar và trên live. Dạ, cũng chuẩn bị bước sang năm mới. Em cũng xin chúc tất cả các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và một cái thành công mới, mục tiêu mới và một hành trình mới. Và đối với em thì em cũng một năm qua thì cũng có nhận được cái được nhiều cái được. Thì em cũng coi Nuskin như một hành trình. Thì em sẽ cố gắng trong 2017 và bắt đầu từ ngày mai em sẽ thực hiện những cái mục tiêu và theo một cái hành trình của anh và cố gắng 2017 sẽ thành công hơn nữa. Đó đối với em ạ. Quá hay, anh tin là cái một số mấy anh chị ở Praha đó, và anh tin rằng châu Âu hôm qua thì mình có cái trong cái chương trình hội thoại châu Âu đó thì mình cũng có một cái thông điệp cho một số mấy anh chị châu Âu là châu Âu sẽ là cái mũi nhọn mấy anh chị trong cái thời gian sắp tới. Mình tin rằng trong năm 2017 một cái nơi mà sẽ có khói nhiều nhất đó là thị trường châu Âu mấy anh chị. Đó, mấy anh chị phải watch out mấy anh chị ha. Một số mấy anh chị ở Mỹ và Việt Nam mấy anh chị phải thấy là trong cái thời gian sắp tới châu Âu sẽ phát triển rất mạnh. Ok mấy anh chị. Đó, cảm ơn Thủy. Bây giờ đó thì mình Dạ, cảm ơn anh ạ. rồi cảm ơn nha. Mình qua Bùi Hồng Thúy. Mình rất tiếc là hôm nay mình không có nhiều thời gian đó, nhưng mà mình chỉ muốn giới thiệu một số tên của một số mấy anh chị. Mình Bùi Hồng Thúy ha. Bùi Hồng Thúy, anh mở cái like Thúy ơi. Anh mở Thúy, Thúy mở cái micro đang đang mute. Rồi, ok Thúy. Thúy là một người ở Praha mấy chị. Mấy chị sẽ thấy là ở đây không hiểu sao đàn ông con trai đâu mình không thấy, mình chỉ thấy phụ nữ không à. Thành ra đây là những cái tướng tài nữ tướng của Nu Việt mấy chị ở châu Âu. Hello Thúy ơi. À, dạ em chào anh Din và chào tất cả các anh chị em trên webinar ngày hôm nay. Hôm nay rất là vui mừng vì được anh Din cho được nói trên ra này ạ. Đến ngày hôm nay thì là đã là một tròn một cái năm là em tham gia với Nukin, là em bắt đầu từ cái làm việc với cái công việc này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 ạ. Thì trong cái tháng 12 này thì là vừa rồi là em cũng cũng đạt được cái đi chuyến đi cấp thường thường đi cấp thao và cũng hoàn thành một cái thêm một cái nấc thang nữa đó là lên Imbro. Đây là cũng cảm thấy là vâng ạ và cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc và thực sự năm vừa qua thì em cũng được em thật sự cảm thấy là mình quá là may mắn vì mình được làm việc trong một cái môi trường mà nó có cái sự phát triển bản thân rất là tốt ạ. Và cũng qua đây thì không được phép nói nhiều thì thôi em xin chúc tất cả các anh chị em trong cái ngôi nhà chung Nuskin sang năm 2017 này nó là một cái năm mà các anh chị em sẽ gặt hái được nhiều thành công nhất và có một cái sức khỏe nhất tuyệt vời nhất ạ. Và em luôn cái tâm đắc nhất với một câu á mà em rất thích đó là hạnh phúc để thành công, nên là
mình hãy hạnh phúc đầu tiên đi đã, và Đúng. sau đó thì là mình sẽ thành công. Em rất là tâm đắc cái câu đấy, và em sẽ trong năm 2017 này thì em đã có cái kế hoạch của mình rồi, và em sẽ mong muốn rằng là không riêng em mà tất tất cả mọi người, tất cả các anh chị em trong ngôi nhà Trung Lưu Việt, mình hãy xây dựng cho cái bản thân, cho gia đình nhà mình một cái sự hạnh phúc tuyệt vời nhất, rồi sau đó thì là mình sẽ mình nó là một cái hành trang để mà mình sẽ làm cái công việc này là tuyệt vời tốt nhất ạ. Dạ. Cảm ơn Thúy. Chắc hai mấy anh chị mình có tổng cộng đó là 6 người mấy anh chị ha. Trong cái team lưu Việt mình có tổng cộng 6 người qualify trong cái chuyến Cape Town đó. Có thể là một số mấy anh chị không có thể ngờ được mấy anh chị là ở một cái nơi rất xa, không có upline, không có văn phòng, không có những cái phương tiện đầy đủ như một số mấy anh chị ở Việt Nam, một số mấy anh chị ở Mỹ hay Canada mấy anh chị. Nhưng mà nơi đó là cái nơi mà nó sản sinh ra những người mà mình có thể nói với mấy anh chị, những người leader rất cứng cáp. Thành ra cứng cáp đây nó cũng phải trải qua một giai đoạn anh chị, từ thu hương của cái thị trường Đức cho tới một số mấy anh chị khác, một cái thời gian tương đối mà chị khá dài. Thành ra sẵn đây thì mình cũng cảm ơn John Dương và một số mấy anh chị khác, là chị Hà có một cái thời gian khá dài mà anh chị để mà có thể nuôi dưỡng được những cái mầm của châu Âu đó, và Vũ Đoàn rồi Nam Phương rồi chị Bích Nga cũng đã bỏ những cái thời gian rất lâu mà anh chị để có thể giữ được những âm ỉ, những cái ngọn lửa âm ỉ nó qua được cái mùa đông để mà bây giờ có thể bắt đầu qua mùa xuân này, những cái thành quả nó bắt đầu nó đơm bông cái trái. Và đây là một trong những cái điều cũng giống như Thùy Trinh, Phượng Lê đã bỏ một cái thời gian tương đối khá dài, và nhất là Thùy Trinh cái công sức để phát triển cái thị trường Anh Quốc nó không phải là chuyện dễ, và một số mấy anh chị ngay ở Anh Quốc cũng phải phải đi qua Mỹ lặn lội, đi qua Mỹ không biết bao nhiêu chuyến. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay đó mình không thấy là có Tiffany Nguyễn với Giang Nguyễn hả? Giang Nguyễn ở thị trường UK ở London. Giang, nếu mà Giang bấm vào cái dấu bàn tay để cây anh mở ra Tiffany, mình không thấy Tiffany Tiffany đâu ha. Tiffany có thể bấm cái dấu bàn tay. Mình biết là một số mấy anh chị ở thị trường Anh đó, cái giờ của cách nhau một tiếng đồng hồ mấy anh chị, và mấy anh chị này cũng đang tham gia vào những cái chương trình sinh hoạt của Nuôi Việt mình thường xuyên. Ok, mình không thấy Tiffany và Giang ở đây đó. Có thể là vì dưới cái tên khác, hay là có thể là đang bận đi làm. Ở bên kia đang là giờ tối mà. Tiffany với lại Giang thì mình không thấy ở đây. Ok, mấy dịp mình có một cái người sau cùng. Tức là một cái người mà mình có thể rất vui mừng để thông báo cho mấy anh chị, đó là vừa đạt được cái danh hiệu mới, đó là Diamond Executive đầu tiên ở cái vùng châu Âu anh chị, và đồng thời đây cũng là cái người mà đạt được cái tiêu chuẩn đi Cape Town trong cái đợt đầu tiên rất sớm. Đây là cái người mà thức 4 giờ sáng hồi hôm giờ châu Âu anh chị để qua cái chương trình hội gì đó Thế giới phụ nữ, và hình như ngày hôm nay nguyên cả 48 tiếng vừa rồi là không ngủ anh chị. Đây là cái nhân tố mà mình có thể nói là sẽ đóng góp rất lớn trong cái việc mà thành công của cái team Nu Việt trong cái thời gian sắp tới ở châu Âu. Mình muốn giới thiệu mấy anh chị Hana Vũ. Rồi ok Hana, sao Hana có chợp mắt được chút nào không? Alo Nghiên, xin chào Hana, xin chào tất cả các anh chị em Nu Việt châu Âu trên toàn thế giới. Thì hôm qua cũng rất là hồi hộp, vui vui mừng và phấn khởi anh Nghiên, cũng về sau cũng chợp mắt được một chút. Thế thì dạ, vì là thời gian có hạn nên là Hana chỉ có một vài lời gửi tới tất cả các anh chị em. Cái năm 2016 khép lại với một cái thành quả là New Diamond đầu tiên của toàn thị trường châu Âu. Cái điều đó ấy, cũng là một cái điều vui mừng cho cá nhân, nhưng mà cũng lại gánh lại một cái trọng trách rất là lớn, đó là người cái dẫn đường và người mở đường cho thị trường châu Âu. Bởi vì là anh đi năm nay ấy, đặt cái kỳ vọng vào thị trường châu Âu rất là lớn, giống như là những cái đầu tàu ấy. Thì Hana nghĩ rằng là một mình không có thể làm được. Thì cái qua cái chia sẻ của anh ấy đã là ưu ái cho những người ở phương xa bằng những cái công cụ, những những cái trang, rồi là những cái thông tin để làm sao mà tiếp cận được tất cả các anh chị em. Vì thế Hana kêu gọi tất cả những cái người mà leader của châu Âu hãy cùng đồng tâm hiệp lực để làm sao mà chúng ta không phải là những là 10x mà
có những cái cú hích ngoại mục trong năm 2017. Và qua đây thì em cũng thay mặt các anh chị em châu Âu là cảm ơn anh Dean, cảm ơn những đội nhóm đã luôn luôn ưu ái dành cho thị trường phương xa như chúng em để luôn luôn kết nối, và mặc dù như ở xa nhưng vẫn tiếp cận, vẫn được học hỏi, vẫn được giao lưu với tất cả các anh em trên toàn thế giới, đặc biệt là những các anh chị em đã thành công. Những cái câu chuyện của các anh chị đã làm cho chúng em có động lực để tiến tới những ngày hôm nay. Và đồng nghĩa với việc đó thì các chị em châu Âu cũng hãy tạo ra những cái câu chuyện để ngược lại làm ra những cái động lực khác cho các anh chị em ở phương xa, ở những cái vùng gọi là sâu xa khác. Biết đâu đó có một ai đó, một gia đình nào đó, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với cái công việc và cái cơ hội Nu Skin đem lại. Và một lời cuối cùng em gửi tới các anh chị, một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, thành công và thành công hơn nữa. Ừ, rực rỡ, thật rực rỡ trong năm 2020. anh hình như cảm nhận cái giọng của Hana bây giờ có vẻ mạnh hơn ha, tự tin hơn. À, cái điều đó là cái điều rất vui mà chị. Anh cũng cảm ơn, chúc mừng Hana và một số mấy anh chị. Tuy nhiên cái thành quả này không phải là chỉ cá nhân mấy anh chị, đây là cái công sức của cả một cái đội nhóm. Và anh mong là một số mấy chị em leader ở cái vùng Praha đó, mình cộng tác với nhau và đồng thời qua những cái phương tiện. Thực ra đó, khi mà nghĩ về những cái công cụ này, có thể nói là anh nghĩ tới châu Âu nhiều, vì ở những cái nơi xa xôi mấy anh chị, lý do mà Hana, rồi Eva hay là Hồng Thúy, đây là những người mà không bao giờ vắng mặt trong trong những cái buổi mà webinar của Việt Nam ấy chị nha. Chỉ và dẫn mở lên là thấy mấy cô này mấy chị, conference call ở bên Mỹ, mấy cô này trùm mền, coi không biết nghe không biết bao nhiêu năm nay mấy chị. Và những cái chương trình khác cũng vậy, những cái chương trình hội thoại châu Âu không sót một bữa nào mấy chị. Chính những cái phương tiện như vậy nó giúp cho cái đội nhóm của mình phát triển khắp mọi nơi. Và những cái phương tiện đó là những cái bước lọc anh chị, để cho thấy là ai, nếu mà ai tham dự vào đó thì cái đó là cái hệ thống tưới nước anh chị ha, đúng giờ là tưới nước anh chị, sạch 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 sạch, mình tưới nước đẹp. Chứ còn nếu mà mình phải chạy đi chăm sóc từng cái cây thì chắc mình chăm không nổi đó anh chị. Đó là cái hệ thống tưới nước hiện nay. Ok anh chị, cảm ơn Hana rất nhiều. Mình bước qua cái phần sau cùng anh chị. Đây là những người new, những người mới vừa đạt danh hiệu Blue Diamond trong năm, không phải là trong năm 2016 không anh chị, mà trong khoảng chừng 6 tháng đổ lại đây anh chị. Và đặc biệt nữa là một người team lead, mình muốn trân trọng cái giây phút đó để sau cuộc. Thành ra mình muốn giới thiệu trong cái chương trình ngày hôm nay đó, một số mấy anh chị có thể chia sẻ. Blue Diamond thì được 2 phút ha. Đây là những người Blue Diamond. Blue Diamond là một cái danh hiệu anh chị. Bữa hôm nay mình cũng chọn cái mặc cái áo xanh này để cho nó phù hợp, tại vì mình rất thích cái vụ mà Blue Diamond. Blue Diamond là một cái mơ ước của rất nhiều người. Blue Diamond, nếu mà nói là trong cái công ty anh chị, nếu mà tính theo cái chính sách trả thưởng đó, cái chức vụ nào là cao nhất đó là Blue Diamond. Team Elite nghĩa là người ta chỉ thêm vào sau này thôi. Khi mà có nhiều team elite quá thì có team elite 4 sao anh chị không? Nhưng mà Blue Diamond nó là cái tinh hoa của trong cái kinh doanh của Nu Skin anh chị. 12 nhánh executive hàng ngang. Thoạt nhìn thì nó dễ mà anh chị ha. Nhưng mà khi mình làm rồi mình mới thấy là nó có những cái thử thách, và mỗi lần mà mình đạt được cái danh hiệu Blue Diamond anh chị, nó là một cái cảm giác mình vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó. Thành ra mình rất trân trọng một số mấy anh chị mà đạt được cái danh hiệu Blue Diamond. Thành ra trong năm 2016, đặc biệt là trong 6 tháng vừa rồi đó, thì mình có một vài cái người đó. Thành ra mình muốn một số mấy anh chị là line up ở đây nha. Người đầu tiên đó mình muốn giới thiệu Linh, Lê Chi Linh. Mình hay có cái nickname cho Linh đó là hiện tượng. Linh bấm cái dấu bàn tay thì Linh ha. Mình thấy có một số người có thể nói cái từ là hiện tượng ở đây mấy chị, là tại vì giữa những cái muôn trùng tự nhiên nó có một cái ngôi sao sáng hẳn lên mấy chị. Và mình có dịp gặp gỡ nói chuyện mà cũng mới đây nhất là cách đây vài tiếng đồng hồ này, thì mình có thể thấy được đó là khi mình nói về tương lai không giới hạn, lợi tức không giới hạn, cái cuộc sống sung túc không giới hạn, mình nghĩ ngay tới cái gương mặt này.
Thì đây là một cái người trẻ, hai mươi mấy tuổi, chưa có gia đình mà gì, nhưng mà dày dạn kinh nghiệm, và đồng thời mình tin rằng qua cái niềm mơ ước đó, và thường đó thì cái đó là cái đo lường mà chị, mình đo lường ở cái mức độ hăm hở, mức cái độ là chịu khó học hỏi mà chị. Thường thường nói chuyện với mình cái câu đầu tiên là chú có cái điều gì cho cháu không, đó 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 là một cái câu mà chị ha, để cho nói lên được cái tính cách lên chị. Những cái người 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 thầy giỏi là những người học trò giỏi mà chị. Và cái điều đó là cái điều mà mình rất trân trọng ở cái đức tính ở Lê Chí Linh. Ok Linh nào. Dạ chào chú. À, thứ Dạ nhất đó chào là chúc Lê. mừng, đại diện cho Thiên Lưu Việt chúc mừng Lê Chí Linh đã có không những trở thành Blue Diamond mà chị, mà đã tạo ra một cái kỷ lục mà chỉ trong vòng có 5 tháng thôi. Thành ra Linh có một vài lời 2 phút cho một số mấy anh chị đang nghe cái theo dõi chương trình ngày hôm nay Linh. Dạ xin chào chú Linh và tất cả mọi người ở Không khoan trên cái biển. Linh đang có cái webinar đó không? Dạ Webcam đó. có. Ok đó, để Dạ chú đổ có. panelist. Rồi, Linh click vào đó để trình diện cái. Chú hy vọng là giờ này internet ở Việt Nam tương đối ổn. Rồi, ok mấy anh chị. Hôm Chào nay Linh. cháu cũng đang ở bên văn phòng. Ở đâu văn Dạ phòng? chào chú Đinh và chào tất cả mọi người. Ok. Dạ hôm nay cháu vẫn đang còn ở văn phòng để livestream với tất cả mọi người. Đầu năm mới thì cháu chúc chú Đinh với tất cả mọi người ở Lưu Việt của mình ở trên toàn cầu một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều vui và gặt hái nhiều cái thành công trong năm 2017. Dạ. Chú Đinh có thể hỏi cháu để cháu một trả vài cái hoài bão của cháu qua cái cơ hội này, những cái gì cháu kỳ vọng. Mình nói chữ kỳ vọng thì nó hơi quá đó hả, nhưng mà cháu hăm hở bước vào cái cuộc hành trình với Nu Skin này đó với cái niềm mơ ước gì lên. Vì 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 đố của chú dạ khi mà quá là chú tính đó nha, cái đó là tính sổ, mình tính sổ cái đó, đó. Khi mà cháu bắt đầu làm về Nu Skin thì trước giờ cháu luôn có một cái mơ ước đó là phát triển về cái giáo dục về kỹ năng con người của các bạn trẻ tại Việt Nam đấy. Thì trước đây thì cháu tập trung vào làm về giáo dục, nhưng khi mà làm về giáo dục thì cháu thấy là mình vẫn đang còn thiếu một cái công cụ gì đó, bởi vì khi các bạn học được về cái tư duy rồi nhưng vẫn thiếu một cái môi trường để các bạn rèn luyện, một cái môi trường để tất cả nhiều người cùng nỗ lực góp sức vào đó để đóng góp và phát triển cái việc mà giáo dục về phát triển về tư duy của các bạn trẻ đấy. Thì khi mà cháu gặp Nu Skin thì ngoài cái yếu tố về sản phẩm, những cái mà trước đây cháu có hay nói về ba cái yếu tố đó, thì ẩn đằng sau đó mà làm cho cháu ngày đêm đam mê về nó, đó là cháu được sống với cái niềm đam mê của mình, đó là phát triển về cái tư duy cho bạn trẻ ở tại Việt Nam. Nên là trong cái team của cháu thì cháu cũng tập trung vào phát huy các cái tài năng trẻ ở tại Việt Nam nhiều hơn. Và mỗi ngày khi mà cháu làm với Nu Skin thì được sống trọn với cái niềm đam mê của mình và làm cho cháu cảm thấy mỗi ngày trôi qua khi mà mình làm với Nu Skin đó là bằng tất cả cái tình yêu, bằng tất cả cái niềm đam mê, bằng tất cả cái sự hứng khởi. Thì đó là bởi vì với Nu Skin là một cái công cụ giúp cho cháu thực hiện được cái ước mơ của mình, thực hiện được cái niềm đam mê của mình và giúp cho cái niềm đam mê của mình nó được lan tỏa một cách mãnh liệt hơn. Thì đó là cái mà làm cho cháu liên tục suy nghĩ, liên tục làm cải tiến và phát triển với cái công việc ở trong Nu Skin. Và cháu luôn đặt cho mình một cái đó là phải tìm mọi cách để bứt phá mọi cái giới hạn, bởi vì một trong những yếu tố mà làm cho con người chúng ta không phát triển được đó là chúng ta tự đặt cho mình quá nhiều cái giới hạn. Thì bởi vì cháu muốn có một thời gian ngắn thì cháu chỉ kể một cái câu chuyện đó là về con voi đó. Thì khi mà mình đi lên ở bản đôn thì thấy con voi nó thường được xích bởi một cái sợi dây thừng đấy. Thì vì từ nhỏ đến lớn nó được xích bởi một cái sợi dây thừng như thế, nên là khi mà lớn lên lúc nhỏ thì nó đã rất nhiều lần và cái chân nó đã bị thương. Và khi mà bắt đầu nó lớn lên theo thời gian thì nó cứ nghĩ rằng là nó không thể phá vỡ được cái dây thừng đó. Nhưng đến lúc mà nó lớn lên với sức mạnh của nó, với khả năng của nó, thì chỉ cần nó đá một cái là cái dây thừng đó có thể bay được. Nhưng vì từ nhỏ đến lớn nó mang một cái tiềm thức như vậy và nó không thể phát triển được. Thì với con người của chúng ta cũng thế, đó là con người mỗi chúng ta đều có một cái khả năng rất là lớn, nhưng vì chúng ta tự đặt cho mình quá nhiều giới hạn làm cho chúng ta bị ngăn cản lại. Và với Nu Skin thì
Cháu thấy rằng là đây là một cái cơ hội để giúp cho mình phát huy hết cái sức mạnh của mình, và cháu càng làm Nu Skin thì cháu thấy rằng là cái sức của mình nó vẫn chưa được là tối ưu hóa hết, bởi vì với Nu Skin đó là một cái cơ hội nó rất lớn, đây là một cái cơ hội toàn cầu, cái sự phát triển của mình nó còn phải tỏa nhiều hơn nữa, mình còn phải làm nhiều hơn nữa, mình còn phải cống hiến nhiều hơn nữa, mình còn phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa, thì lúc đó mình mới có thể chạm đến nhiều người, mình có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Thì đó là với Nu Skin cái điểm mà quan trọng đó là nó sẽ giúp cho mình có thể phá vỡ mọi cái giới hạn, và mình giúp mình tiếp cận được với nhiều người, và mình giúp được nhiều người thay đổi cái cuộc sống của mình hơn. Thì đó là cái điều một chút cháu chia sẻ trong cái thời Hay, gian vừa rồi làm với Nu Skin. rất hay luôn. Chứ Dạ. một số anh chị nghe chia sẻ của Linh, một người trẻ mà chị, chú tin rằng nó là cái sự khác biệt giữa người nói dạ em muốn vào Nu Skin là tại vì em muốn kiếm thêm 2 triệu hay là 10 triệu một tháng anh chị, vì 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 cái tầm nhìn nó ảnh hưởng tới vấn đề giáo dục. Cái chú rất là ngưỡng mộ và đồng thời ấn tượng về cái những cái chữ đó. Ở đâu đó trong những cái bài mà Linh nói đó, chú nghe tới cái chữ giáo dục, giáo dục, và mình nhìn cái nhiều nhiều người có thể nghĩ ồ cái này là cái kinh doanh, nhưng mà sao mấy chị, cái vấn đề là cái kinh doanh nó là cái phương tiện. Nếu mà mình nghĩ là thật là may mắn cho ai đó nếu ngay từ đầu mình nhận ra được rằng đây là chỉ là cái phương tiện mà gì để nó giúp cho mình đạt được cái gì đó rất riêng của mỗi người. Thành ra Nu Skin nó không phải là nó là cái phương tiện mà gì hết, và mình có thể muốn cái này. Linh đang tập trung vào vấn đề giáo dục làm sao cho giới trẻ, chị Bích Nga hay là một số mấy anh chị khác đang có nhiều cái hướng khác nhau mấy anh chị. Nu Skin nó là cái phương tiện, có nhiều khi đó mình nhảy vào Nu Skin thì mình nghĩ là chỉ đi bán những cái sản phẩm ấy, thì dĩ nhiên không có cái gì sai trái, nhưng mà mấy anh chị sẽ tự giới hạn. Và cái nữa đó, cái điểm mà Linh nói mà chú rất đồng ý đó. Tất cả mọi điều ngoài giới hạn đều do con người đặt ra, ngay cả cái chữ giới hạn nó cũng con người mình đặt ra. Chú tin là trong năm 2017 Linh sẽ đi rất xa, Linh sẽ đi rất xa anh chị, vì vì nó tùy thuộc vào cái nhìn không giới hạn. Khi mà mình nhìn không có giới hạn thì nó sẽ không có giới hạn anh chị, và nhất đó là Linh đang có cái lợi điểm đó. À, Linh có thể thu hút được rất nhiều người trẻ và dùng những cái phương tiện như vậy. Thành ra chú mong là trong cái thời khắc giao mùa, Linh ngồi Linh có thể phóng cái tầm nhìn của mình, cũng giống như Elon Musk hiện nay đang ngồi tới cái chuyện mà ông sẽ đi chơi đi dạo, ông sẽ lập cái công viên ở trên sao Kim, rồi đó mặt trăng cũng chưa tới mấy chị, nhưng mà bây giờ đã tính chuyện là khi tôi chết thì làm ơn chôn tôi ở sao sao Kim, tính chuyện đi lên sao Kim mà không biết là con người có sống nổi trên sao Kim không mấy chị, nhưng mà ông đã nghĩ tới cái chuyện là ông sẽ lập một cái công viên, con người sẽ lên đó chơi như thế nào đó rồi đi tới đi lui mấy chị. Mình thích những cái con người như vậy, mà mình nghĩ Linh Linh hiện nay với cái cơ hội, với cái phương tiện này mấy chị, tiêu biểu thôi, không phải là chỉ Lê Chí Linh, nhưng mà một số mấy chị đang nghe chương trình ngày hôm nay, qua cái cơ hội nuôi sinh mình có thể làm được rất nhiều việc mấy chị ha. Cái vấn đề là cái giới hạn nó do mình, nên thành ra chưa rất là. Và có thể nói năm 2017 mà chị là năm của Lê Chí Linh và năm của những người trẻ, năm năm của những người millennial, những người ở cái lứa tuổi thiên niên kỷ mà chị. Một số anh chị lớn tuổi dĩ nhiên là không phải, là ô không phải nên là năm của mình, nhưng mà mình sẽ đi tìm những người trẻ mà chị ạ, mình sẽ đi tìm những người trẻ, tạo ra một cái sân chơi thích hợp để những người trẻ có thể không có cái giới hạn của người ta, đặc biệt là giới trẻ ở Việt Nam. Thành ra cái điều đó là cái điều mà chú rất tâm đắc. Ok, cảm ơn Linh, và mong Dạ, là sẽ cảm ơn có chú. nhiều trong cái năm tới đó có dịp Linh tham gia rất nhiều vào góp cho cái team New Việt một tay trong cái vấn đề mình phát triển cái digital network marketing. Ok Linh ha. Dạ, cảm ơn Rồi, chú. Rồi, chào chú và chào mọi người. Dạ vâng. ok mấy chị, mình muốn có chị Hương, không biết chị Hương, chị bấm cái dấu bàn tay chị Hương Hào, mình có chị Hương Nguyễn ở đây mà không biết có đúng không, chị Hương hay là chị Hương và Tuấn Nam, bấm vào cái dấu bàn tay chị Hương. Ok bây giờ nó mình gọi một số. Ok rồi nè, sau chị Hương đó là Hà Lan với Bảo Trân. Ok bà bấm vào cái số nha, chị Hương mở cái like chị Hương nè. Dạ rồi, ok chào chị Hương hay là Tuấn Nam đây. Dạ, em anh À rồi, Đinh. chào chị khỏe. Dạ. Là một cái người Blue Diamond mới mới luôn mấy chị, nên thành ra hôm nay một số chấm mấy chị cũng đã nghe cũng tương đối cũng khá nhiều đó.
Và có một cái ấn tượng đó là những cái hình dạo gần đây thấy ở trên Facebook, đúng là một cái cuộc thay đổi mà chị, một cái sự thay đổi rất ngoạn mục ha. Ok, chị Hương có thể chia sẻ chút xíu cái tầm nhìn cũng giống như những cái điều gì mơ ước mà muốn thực hiện trong năm 2017, chia sẻ cho một số anh chị. Xin chào ạ. Anh Đin và chào tất cả anh chị em đang có mặt trên webinar cũng như là live stream. Sorry là cái giọng tự dưng từ mấy ngày nay cái nó bị khàn mất tiêu rồi. Thực sự là đã kết thúc một cái năm 2016 thì cũng qua rất là nhiều những cái cũng phải vượt qua rất nhiều những cái thử thách thì cũng đạt được những cái gì mình đã đề ra. Thành ra nhìn về cái 2017 đó thì cũng như là anh đi nói, đây là một cái năm mà sẽ rất là bùng nổ, mà mình rất thích là một cái năm bùng nổ mà dựa trên những cái gọi là anh đi vẫn nói là cái network nó sẽ thay đổi dựa trên cái digital network marketing và những cái mà anh và Nu Việt đang xây dựng cho một cái năm mới dựa trên cái digital đó, thì mình rất là thích. Tức là chúng ta có thể không phải những là ngồi ở tại nhà mà còn thông qua cái phone nữa để mà chúng ta làm việc, cũng như là ngày hôm nay đó chúng ta đang webinar tất cả toàn cầu, anh chị em đang tụ tập về đây cũng như là trên cái live á, thì thực sự đây là một cái cuộc cách mạng rất lớn cho cái năm 2017. Cộng với những cái sản phẩm đinh, cái chiến lược đinh nó sẽ ra trong năm 2017 thì thực sự rất là háo hức cho một cái năm nó sẽ phải nói nó sẽ thực sự là bùng bùng nổ và nó sẽ thay đổi một cái cuộc cách mạng rất lớn trong cái vấn đề kinh doanh cái network marketing mà nó là digital network marketing. Mình rất là hào hứng cho một cái năm mới và mong mong rằng là tất cả các anh chị em hãy nhìn thấy một cơ hội rất lớn ở đây, và đặc biệt là thông qua cái gọi là digital marketing thì một cái anh đi nói là những cái hình ảnh mới rất gần đây ấy mà, thì mình đúng là thuộc là thế hệ gọi là baby boomer anh ha, baby boomer, nhưng mà mình cũng đang rất là ham mê học về công nghệ và rất là thích. Và những cái hình ảnh mọi người đang thấy đó, thực sự thì sáng nay á có một cái message rất là vui anh Đin. Tài Lê có hỏi mình, chị Hương ơi, nhờ chị Hương confirm dùm, chị Châu á, chị Châu á có hỏi, tức là thấy cái hình mình post lên á thì bảo không biết có phải thực sự là chị Hương được lên hình cái tạp chí cái tạp chí nổi tiếng, cái tạp chí gì đó mình quên rồi, nhưng mà thực sự là như thế này. Ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng mà tham dự cái thi ảnh về Age Love Me á với Nu Skin Việt Nam á, thì mình khi mình biết thấy mọi người tham dự được 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 được, được phần phần thưởng quá nhiều thì mình bảo sao mình không tham dự, nhưng mà thực sự thì mình quá đang bận quá thì mình mới lấy cái hình mà mình đã chụp với cái Age Love Me, và mình lúc trước thì mình có học hỏi qua Khánh và mình biết được cái Photoshop, và mình đã vào đấy và mình lấy cái tạp chí mình bỏ cái hình mình vô xong rồi mình bót lên để mình đi thi cái bài đó, là cái bài để mình đi thi, nhưng mà không ngờ là để thấy được là cái digital nó mạnh đến như thế nào. Và chị Châu đã phải hỏi lại là xác nhận xem có đúng không để chị Châu share ra, thì mình phải sorry với Tài Lê liền là không phải không phải, rất là cảm ơn mọi người ủng hộ, nhưng đây là cái bài thi của mình mà mình có nói là mình check in tại Nu Skin Việt Nam chứ không phải là thực sự, ai cũng tưởng là mình lên báo thực sự, cho nên là qua đó rất rất là vui để thấy anh chị em thấy rằng là cái công việc cũng như anh đi nói ấy, cái network bây giờ nó đã sẽ thay thay đổi quá quá nhanh so với mấy chục năm trước, và rất là mong là tất cả mọi người chúng ta qua một cái những cái công cụ như vậy thì sẽ nhìn thấy là một cái tương lai rất bùng nổ, rất là sáng sáng chói sáng lạ của cái năm 2017 thực sự như vậy. Và rất rất là vui anh ạ. Thì thực sự thì mình nói chung là đối với cái phương tiện Nu Skin này á, thực sự là mình mê cái sản phẩm, và cộng với đó thì cùng với cái kinh doanh, và thực sự qua kinh doanh này mình thấy rằng là với cái phương tiện Nu Skin á, mỗi người có thể tự coi như là mình phù hợp với gì, mình cái khả năng mình thế mạnh nào á, thì mình đều có thể phát
phát huy cái thế mạnh đó của mình, để cộng với cái phương tiện Nu Skin thì nó sẽ cho mình rất rất nhiều điều. Nhưng mà với bất kỳ ai đó thì chắc chắn cái phương tiện Nu Skin này sẽ cho được mọi người cái nhanh nhất là cái sức khỏe và cái tuổi trẻ mà chất xác ở bên ngoài có tiền cũng không mua được, mà chỉ có ở đây chúng ta sẽ làm được điều đó. Và kế tiếp thì với kinh doanh này chúng ta sẽ giúp đỡ được rất nhiều người, và cái quan trọng nhất là ở đây mình nhận thấy một kinh doanh mà con người chúng ta trở thành cái người mà gọi là người con người cái gì người người gọi là gì anh đi nhỉ, người số năm á, như là Alan nói á, mình vừa có hai phái á, mẫu người hai phái á, dạ, mình vừa có sức khỏe, mình vừa có thời gian, mình vừa có gọi là cái gì tiền bạc, mà mình có cái hay nhất là mình được phát triển con người và mình được đi giúp đỡ những người khác. Thì thực sự ở bên ngoài kia chúng ta không có, có thể có tiền nhưng chưa chắc thì đã có thời gian, có sức khỏe. Đã, nhưng mà ở cái môi trường này, cái phương tiện này cho chúng ta một con người thật sự là những điều tốt đẹp nhất đối với con người mình. Thì đấy là những cái mà mình chỉ muốn là gửi gắm lại tất cả các anh chị trong cái buổi cuối năm này để nhìn về một cái tương lai, một cái năm mới. Dạ. Okay, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh đi. Đây là những cái thành quả mà chị chắc chắn là những cái danh hiệu để cho thấy là những cái khi giống như mình đi học mà mình lên lớp mà chị ha. Thật ra cái danh hiệu nó cũng là những cái cột mốc để cho thấy là cái kinh doanh của mình nó phát triển như thế nào nữa. Và có thể nói là đây là cái danh hiệu mà ở Việt Nam nó không dễ mà chị. Một số anh chị ở Mỹ, Canada hay ở châu Âu, khi mà anh chị nhìn lại những cái danh hiệu ở Việt Nam, anh chị nên nhân lên hai, nhân lên gấp đôi mà chị. Nếu mà anh chị đạt được cái gì đó ở châu Âu hay ở châu Mỹ thì anh chị phải nhân lên cho hai, tại vì cái tiêu chuẩn ở Việt Nam nó khó hơn rất nhiều. Ok, người kế tiếp mình muốn mời vợ chồng Hà Lam với Trân đó. Không biết Trân đang ở cái live rồi. Ok Trân, mình lấy cái người Blue Diamond trong vòng 3 tháng vừa rồi. Thật ra mình muốn Trân chia sẻ một vài lời, tại vì mấy anh chị cũng đã nghe, cũng đã gặp khá nhiều đó, nhưng mà hôm cũng thích một số mấy anh chị có thể nghe lại một vài cái lời chia sẻ. Là không phải là mình nói là làm thế nào để trở thành Blue Diamond mà gì, cái nhìn của Trân làm về tương lai như thế nào qua cái cơ hội này đó. Vì có thể như chị Linh vừa mới nói, nó không phải là chỉ để kiếm tiền không, nhưng mà mình đang đeo đuổi một cái gì đó rất riêng mà gì. Và điều đó mình muốn mấy anh chị lắng nghe để coi thử là đằng sau cái tiền nó còn cái gì hơn nữa, mà tại sao có nhiều người đang đeo đuổi mà gì. Ok, Trân có thể chia sẻ. Như Trân đang không đang ở đâu đó mà phải không? Trân Hà, Phan Thiết hay ở đâu đó hả? Dạ, không anh, đã check in Nha Trang rồi. Đã check in Nha Trang hả? Có dùng webcam được không? Hồi nãy giờ cũng quên hỏi mấy anh chị nữa, mình dùng cái webcam này chia sẻ chút xíu cho nó vui. Dạ, tại vì tụi em không có mang máy tính theo. Rồi, Trân có thể chia sẻ 2 phút cái vấn đề... Trân tìm thấy cái gì sau bao nhiêu năm cộng đồng hành với Nu Skin, cái điều Trân đang đeo đuổi là cái gì? Dạ, thì xin chào anh Điên cũng như tất cả các anh chị em trong cái buổi chia sẻ cuối năm. Thì thật ra em cũng là người đại diện cho hai vợ chồng trong cái chia sẻ ngày hôm nay thôi. Thì thật lòng mà nói thì em nghĩ là 4 năm cái hành trình tụi em với Nu Skin, thì nếu mà gọi là đi tìm tài chính ở đây á, thì em nghĩ trong 4 năm vừa qua mình chưa bao giờ đặt ra cái mục tiêu là đi tìm tài chính, mà những gì mà tụi em đang có, ví dụ như gia đình em đang cái road trip, đó là mình đã mong muốn cái điều này từ rất lâu rồi nhưng mà mình không có làm được, và đã có một cái chuyến đi mà mình không có plan trước bất kỳ một cái điều gì hết, và mình cứ leo lên xe thôi và đi, thì đi đến cái nơi nào mà thích á thì ở và vô check in khách sạn cũng không có gọi là cũng không có book trước luôn, là sẽ ở cái chỗ nào, và mình đến những cái nơi rất là đặc biệt, và mình hầu hết lần này đều là những cái mà tụi em được gặp lần đầu tiên. Ví dụ mình được chụp hình với một cái đàn cừu, rồi mình đến một cái nơi, nói chung là hầu hết đều là lần đầu và không có nhiều người đi, thì thật sự tại sao dạ ai đá 7 màu anh. Dạ. Và còn rất là nhiều hình đặc biệt mà chưa post lên. Thì tại sao em chia sẻ cái điều đó? Tại thật sự á, ngày xưa em và Hà Lam có 16 năm, em cũng đang viết cái status, có nghĩa là năm 2016 là năm mình bỏ rất nhiều thứ. Mình phải từ bỏ rất là nhiều điều, là bởi vì mình biết
là nếu mà như anh Điên hay chia sẻ đó là muốn bay cao thì nhất định phải nhẹ, và mình đã phải từ bỏ những cái mà nó đã đeo theo mình có thể là hơn ba mươi mấy năm nay, hoặc là một cái sự nghiệp mình đã dành máu nước mắt nhiều thứ cho mười mấy năm vừa qua, nhưng mình biết là mình mưu cầu cái điều gì đó lớn hơn thì mình bắt buộc phải có những cái đánh đổi nhất định. Thì thật sự cái tầm nhìn của tụi em đối với 2017 thì là một cái năm mà phải massive action, tức là 4 năm vừa qua mình đi tìm hạnh phúc, mình sống bằng xúc cảm, mà mình sống tất cả mọi thứ bằng chính cảm giác của mình, thì bây giờ đã đến lúc cần phải hành động bằng lý trí, bằng một cái kế hoạch, bằng sự kỷ luật và bằng sự tập trung. Thì năm 2017 là năm quyết định, nếu tại vì tụi em có một cái mục tiêu trong vòng 4 năm phải đạt được 5 triệu đô, bởi vì đã bỏ qua một cái cơ hội 5 triệu đô khi đến với Nu Skin thì tụi em không cho mình vượt qua cái giai đoạn 7 năm, nên mình chỉ còn thời gian rất ngắn để làm điều đó. Và 2017 chính là cái năm quyết định là cái kế hoạch đó của mình nó thành hay là nó bại, nên nhất định mình cần phải rất rất là tập trung. Thì đó là 4 năm cho học hỏi, 4 năm cho sự chuẩn bị, và đôi khi chúng ta thấy cái thành công nó có thể ngắn hoặc dài, mục tiêu mình đạt nó có thể ngắn hoặc dài, nhưng mà mỗi người trên hành trình này Trân chắc chắn chỉ gửi đến anh chị em người mới, người cũ, có những người mình thấy mình đặt mục tiêu hoài nhưng sao chưa đạt, mình thấy có những người họ đi nhanh hơn mình, họ giỏi hơn mình, nhưng Trân nghĩ rằng mỗi người trong hành trình này sẽ tìm thấy một cái điều gì đó dựa vào cái mục tiêu ban đầu mà chúng ta đến với Nu Skin thì chúng ta mong muốn tìm thấy điều gì, thì trên cái hành trình này chúng ta sẽ tìm thấy điều đó, và mỗi người chắc chắn không tìm giống nhau, do đó chúng ta không thể so sánh kết quả của nhau, mà hãy hưởng trọn cái kết quả mà mình có, cũng như luôn luôn xác định cho mình một cái bước kế tiếp là mình thật sự muốn gì, và hãy tận nhân lực với điều đó thì mọi thứ chúng ta đều có thể đạt được. Hai cái gem gì đó, cái gem tức là cái tinh túy trong những cái mà Trân vừa mới chia sẻ đó mình, nó cũng có cái câu là khi mà mình hạnh phúc thì mình sẽ tìm thấy cái sự thành công, và cái thành công nó định nghĩa mỗi người nó mỗi khác anh chị. Thành ra ở đây nhiều khi mình nhìn lại nó những cái được anh chị ha, mình hay nghĩ về cái danh hiệu, ô mình chưa được cái này, mình chưa được cái kia, mình chưa làm được được nhiều tiền, nhưng mà chắc chắn qua cơ hội này mình được rất nhiều cái mà xã hội hiện nay không dùng cái đó để làm cái thang thang điểm là gì, để tính được cái sự thành bại, mà người ta chỉ nghĩ tới cái vấn đề tiền. Thành ra qua cái cơ hội này rõ ràng là cái đời sống của vợ chồng Trân Lam cũng giống như cái mà Trân vừa mới kể, mình thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được cái gì, có bao nhiêu người có thể bỏ đi, bỏ hai đứa con lên xe và mình đi cái gì, mình đi chơi ngắm cảnh mấy gì ha, cưỡi ngựa xem hoa, thời nay cưỡi ngựa xem hoa là một cái xa xỉ phẩm chỉ dành cho những người ngoại hạng mấy gì. Thành ra có mấy ai làm được chuyện đó mấy gì ha, có nhiều khi cả đời mình đi làm mình chỉ để mong được cái chuyện đó thôi. Có những cái việc mà mình nghĩ là qua cái cơ hội này đó mình phải 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 trân trọng hơn những cái gì đó, nó cái giá trị của nó ngoài cái vấn đề cái đồng tiền mình mang về anh chị. Thành ra tiền nó là cái phương tiện, đương nhiên tiền nó rất quan trọng và cái cơ hội này nó cho mình, mà bên cạnh đó anh chị còn nhiều cái giá trị khác mà chỉ có cái cơ hội này anh chị. Mình có thể nói là đương nhiên mình không có nói là cái cơ hội duy nhất, nhưng mà so với nhiều những hình thức kinh doanh khác hoặc là mình đi làm cho người khác anh chị, cái cơ hội này nó cho một số mấy anh chị, nếu mấy anh chị đang đi tìm cái gì đó lớn lao hơn anh chị, thì đây là cái phương. Ok, cảm ơn Trân. Anh mình cũng mong là một số mấy anh chị theo dõi cái trang Facebook của Trân, đặc biệt là một số phụ nữ tuổi ngoài 30 để có thể học hỏi được những gì mà Trân đã trải qua cái gì. Và đây là cái con người mà mình tin rằng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người khác trong cái thời gian sắp tới. Ok mấy chị, mình có một cái người Blue Diamond nữa ở thị trường Việt Nam, mình nhờ nãy giờ mấy chị cũng thấy ở thị trường Mỹ đó, là cô Nguyễn Vũ Vũ Ngọc Bích. Không biết là Vũ Ngọc Bích có ở trong này không, Bích Bích rất khi xuất hiện mấy chị. Bích là cái người mà Trân hình như trong một cái không trong một cái webinar có nói tới đó. Bích không tham gia những cái sự kiện gì lớn nhiều,
tại vì đời sống gia đình nó vậy. Nhưng mà đây là cái hình tượng của một người mẹ ở nhà nuôi con, và đồng thời cái câu mà mấy anh chị khi hỏi Bích chia sẻ thì cái câu đầu tiên là gì ha, và mình nghe 10 lần là y chang làm 10 lần là gì. Dạ em không biết vậy, dạ em không biết vậy, cứ dạ em không biết gì hết nó vậy ha. Vậy đó mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi trở thành diamond không ai biết, và trở thành blue diamond cũng rất ít người biết là gì. Nhưng mà đây là những cái người có thể nói là khi mà mình nói về cái cụm từ là những người bình thường làm được những chuyện phi thường đó, thì đây là cái hình ảnh mà vậy ha. Ta là cái người mà có thể nói là bằng cấp không có nhiều, nhưng mà trong tuyến trong 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 team là những người bác sĩ, là những người có bằng cấp rất cao đó chị, mà cái cách làm rất nhẹ nhàng, mình nói nhẹ nhàng như hơi thở thế thì cô này hình như là không thở luôn đó. Tức là nó nhẹ tới cái độ mà hình như là không cần phải thở luôn. Thành ra mình rất tiếc đó là để mình dò thêm một lần nữa, tại vì hình như cô này cũng không check nhiều email hay sao đó, mình nhắn mà nhưng mà lại không thấy mình gì trong cái team của anh Huy Trương đó ở San Jose California mình vậy ha. Một người rất thầm lặng nhưng mà kiên trì mình vậy, và đồng thời cái điểm rất cao mình vậy, doanh số rất cao và rất là khiêm tốn. Nên thành ra mình mong là một cái dịp nào đó mình sẽ lên đây và phỏng vấn để một số anh chị có thể học hỏi mình chị ha. Ok mấy chị, mình bây giờ đó mình qua cái người cuối cùng đó, mình muốn dành cái thời khắc quan trọng và đồng thời một cách rất trân trọng. Chỉ còn bao nhiêu 40 phút nữa là tới cái thời điểm giao thừa đó. Để mà mình có thể giúp một số mấy anh chị là người team elite vừa mới qualify trong vòng 40 phút tới nữa. Tức là sẽ chính thức trở thành người team elite thứ ba ở Việt Nam anh chị, và trong ba người thứ ba ở Việt Nam đó thì là người thứ hai của team Nu Việt ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam. Và đồng thời mình không biết là bao nhiêu là cái con số mấy mấy chị nữa, mà team elite của cái thị trường Nu Skin thế giới mấy chị, mình muốn trân trọng giới thiệu với mấy anh chị chắc một gương mặt mà mấy anh chị có thể đoán ra ngay. Đó là cái account của chị Trần Bích Nga, anh Nguyễn Ngọc Anh và đồng thời là Nguyễn Ngọc Nam Phương. Mình muốn trình làng ở đây sao camera đèn lên cho thấy hình cái Nam Phương hả. Mấy anh chị cho anh tràng pháo tay mấy anh chị để chào mừng team Elite mới, hoàn toàn mới mấy anh chị, chính thức ở thị trường Việt Nam là người thứ ba mấy anh chị ha, là người thứ hai của team Nu Việt. Ôi cha, quá hân hạnh, quá vinh dự, và đồng thời cũng phải nói là ngã nón ngưỡng mộ. Xin chào chị Bích Nga và Nam Phương ở đây. Thành ra chị Bích Nga Nam Phương đó, sau đó thì có 1 phút, Blue Diamond có 2 phút, rồi bây giờ chị muốn bao nhiêu phút nó cũng được. Ok chị, hình như là cái volume chưa nghe Nam Phương hả? Để cái hình như Nam Phương Dạ có vâng, Nam đó đây. Phương. Rồi, ok mấy anh chị, chắc là mình không nói gì nhiều đâu, mình chỉ mong là một số mấy anh chị có thể nghe những cái lời chia sẻ của chị Bích Nga trước đi. Hay là chị với Nam Phương có sắp xếp rồi? Nam Phương có vẻ nói trước đấy ạ. Dạ, nhường như vậy vẫn kết thúc cuối cùng. Rồi, chị Nga sẽ là người nói sau cùng. Và đây là cái hình ảnh của hai thế hệ mấy chị ha, và làm sao trong một cái gia đình, thứ nhất là gia đình làm việc chung với nhau, hai thế hệ làm việc chung với nhau. Cái này là tóm gọn cả thế giới luôn mấy chị. Ok Nam Phương thì chắc chứ cũng không cần giới thiệu gì nhiều nữa, một số anh chị cũng đã quá biết rồi, mình muốn dành cái thời gian đó để anh chị có thể lắng nghe Nam Phương nói về cái vấn đề tương lai, qua cái cơ hội này Nam Phương khám phá ra được cái gì mới, và đồng thời có cái thông điệp gì đầu năm cho một số mấy anh chị trẻ. Dạ, cảm ơn Judin rất là nhiều. Cháu xin được chào Judin, cô Dung, chào tất cả gia đình Nu Việt mình đang online và đang cùng nhau dành cái thời gian vào cái dịp cuối năm 2016 dương lịch này để mà mình ngồi lại cùng với nhau ở trên chương trình nhìn lại một năm vừa qua. Thì hồi nãy đến giờ cháu ngồi nghe đó, rất là vui, rất là phấn khích, tại vì là ngoài những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2016 và được nghe rất là nhiều lời chia sẻ của những cái ngôi sao mới đến từ rất là nhiều thị trường.
của Nu Việt toàn cầu của mình. Thì cháu cũng rất là phấn khích khi mà nghe những cái dự định mới, nghe cái app mới của Judin rất là phê. Rất là nhiều dự định mới và sự kiện sắp tới đây của năm nay. Thì cháu thật sự rất là phấn khích, tại vì cháu cảm giác là sau rất là nhiều cái thời gian mình tìm kiếm thì gia đình Nu Việt mình bắt đầu mình có lại cái sự gắn bó là chặt chẽ, và mình có cái con đường, và trong nghĩ là tương lai rất là gần thôi, là gia đình Nu Việt mình sẽ có một cái vị thế, một chỗ đứng, một cái tên tuổi rất là đáng kể trên cái thị trường của thế giới. Trong năm 2016 vừa qua thì cháu xin phép chia sẻ hai cái điểm rất là ngắn thôi. Cái đầu tiên đó là cái điều mà cháu tâm đắc nhất, đó là thông qua cái việc được gặp gỡ và học hỏi từ những người trẻ và giỏi hơn mình. Và trong nghĩ đó là một điều rất là tuyệt vời của cái việc kinh doanh Nuskin, đó là mình sẽ luôn luôn có cơ hội, bởi vì cái cơ hội này nó quá lớn đi, và nếu chúng ta là những người đưa tin cần mẫn thì mình sẽ luôn luôn có cơ hội là được gặp những cái người có thể nói là trẻ hơn mình, nhiệt huyết hơn mình, khát khao hơn mình, giỏi hơn mình, nhanh hơn mình, và như thế thông qua họ thì mình cũng có cơ hội để mà mình rèn luyện bản thân và trau dồi lại bản thân. Thì thông qua việc làm việc với Lê Chí Linh và những cái bạn trẻ khác và học hỏi thêm, và sau đó là với cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của Judin, của đội nhóm Nu Việt của anh Quốc Khánh, thì rất là nhiều người trẻ trong năm vừa qua mình đã ứng dụng được Digital Network Marketing vào trong công việc kinh doanh Nuskin. Và cháu nghĩ là một cái thời điểm cũng rất là đặc biệt, rất là lịch sử, bởi vì là cái thời điểm mà mình kết hợp được cả Digital Network Marketing lẫn cái việc là chúng ta quay lại mình củng cố lại cái mô hình về bán lẻ và xây dựng khách hàng trung thành, thì nó tạo ra một cái sân chơi rất là tuyệt vời mà cháu cảm nhận được là cơ hội bây giờ nó thật sự là san bằng và nó rộng mở cho tất cả mọi người. Thật sự là nó không còn phân biệt gì những cái yếu tố từ nền tảng địa vị xã hội, mối quan hệ nữa, mà Digital Network Marketing thật sự là nó mở rộng sân chơi tất cả mọi người. Và cái mô hình mà chúng ta quay lại củng cố cái vấn đề bán lẻ và xây dựng khách hàng trung thành, thì nó quay lại cái mô hình từ thời đầu tiên cháu bước vào Nuskin mà cháu đã nghe Judy nói từ đầu mà cháu rất là tâm đắc, đó là mình làm có ba việc thôi. Dù sản phẩm đi chia sẻ tìm người làm giống mình, có ba việc rất là dễ thôi, mà trước giờ chúng ta làm nó quá phức tạp. Nhưng bây giờ cháu cảm giác là khi mình kết hợp được hai cái yếu tố là Digital Network Marketing và cái mô hình khách hàng trung thành, thì bây giờ mình có một hướng đi rất là rõ, và chưa bao giờ cháu cảm thấy nó nhẹ nhàng mà nó thoải mái đến như thế. Và thật sự mình cảm thấy rất là tự tin về cái hướng mình đi. Và cái điểm thứ hai cháu rất là tâm đắc nữa, đó là cái việc mà chúng ta sử dụng Digital Network Marketing, và cụ thể hơn nữa là mạng xã hội, social media. Thì sau cái thời gian nghiền ngẫm 6 tháng vừa qua thì cháu tự nhận định một cái điểm, đó là cái thế mạnh nhất của mỗi người chúng ta sẽ là cái chìa khóa để cho chúng ta thành công ở trên social media. Và khi chúng ta tham gia cái sân chơi này với cái cách như thế, là chúng ta có cái gì thì mình đem đi chia sẻ, mình có gì hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất thì mình đem đi tặng free cho tất cả mọi người. Thông qua đó mình thu hút được rất là nhiều người giống mình, thích những cái như mình, và là những người muốn được đồng hành chung với mình. Và khi chúng ta bước chân lên mạng xã hội, bước chân lên social media để tạo ra cái cộng đồng dựa trên cái thế mạnh của mỗi người đó, thì cháu thấy là phải thực sự khâm phục công ty Nuskin là có tầm nhìn rất xa là đã chọn cái slogan Discover the Best You từ đầu. Bởi vì cháu thấy rất rõ là cái năm 2017 trở đi nó đúng nghĩa là cái cuộc chơi của mỗi cá nhân. Và chúng ta có một cái sân chơi vô cùng lành mạnh, và bây giờ thì cái thị trường Nuskin toàn cầu của mình thật sự khi mà có thêm cái ứng dụng online thì nó thật sự trở thành một cái đại dương xanh. Bởi vì là mỗi người sẽ có thế mạnh riêng, sẽ có những người thích cháu, sẽ có những người thích mẹ cháu hơn, sẽ có những người thích cô Hương, có những người thích Lê Chí Linh, có những người thích anh Lan, chị Trân, có những người thích chị Linda Nhung, đúng không? Rất là nhiều người thích chị Eva, chị Hanna, sẽ có những cái mối quan hệ và những cái kết nối mà nó chặt chẽ, nó đến từ con người và con người, và sẽ không có sự cạnh tranh. Tất cả chúng ta đều có một cái chỗ đứng riêng, và tất cả chúng ta khi mà có tìm được cái tiếng nói riêng của mình ở trên social media thì mình sẽ có được những cái mối quan hệ mà từ đó giúp chúng ta phát triển công việc kinh doanh về toàn cầu. Cho nên thật sự là cháu chỉ muốn là gửi một cái lời chúc, đó là năm 2017 này hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một cái hành trình rất là tuyệt vời, để thứ nhất là mình khám phá lại bản thân mình, và thứ hai là mình xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời thông qua Digital Network Marketing, và mình phát triển hơn nữa công việc kinh doanh của mình thật sự là toàn cầu, thật sự là không giới hạn. Và cháu xin chúc là tất cả gia đình Nu Việt của chúng ta sẽ có một cái năm 2017 bùng nổ, để mà chúng ta từ đó về sau mình kiến tạo nên những cái tương lai rất là rực rỡ cho bản thân cũng như là gia đình và những người thân yêu ở xung quanh. Dạ, cảm ơn chú Linh và mọi người rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Nam Phương. Một vài cái điểm chú rất đồng ý. Thiệt ra cái điểm mà mỗi người riêng đó, mấy anh chị cũng nên nghe. Mình muốn một vài giây nữa để
để elaborate cái câu, vì chú rất tâm đắc cái điều này. Dĩ nhiên là Nam Phương rất nhạy trong cái vấn đề nhìn cái thời cuộc sắp tới là gì. Ở mỗi người nó có cái thế mạnh riêng. Mấy chị đừng có copy ai, thứ nhất là đừng có copy mấy chị, và cái thứ hai mấy chị cũng giống như khá nhiều người đó Nam Phương hỏi chú trong thời gian vừa rồi, đó là muốn làm những cái livestream qua Facebook, làm hàng mỗi ngày đó. Chứ nói đừng đừng có làm mỗi ngày. Cái người mà chú thấy có hiệu quả nhất là ví dụ như Hương Phùng. Hương Phùng đang bồng con, đang cho con bú vậy đó, cái tự nhiên nghĩ ra cái gì hay đó là chụp cái phone và quay mấy gì. Và kết quả rất cao. Chứ không phải là đúng giờ đó thì lên mình nhất hay là cái gì đó, nó phải vì việc ở đây dĩ nhiên là mình nói là không phải là cái chuyện nó là không được mà vậy, nhưng mà sao mà chỉ cái con người thật của Hương Phùng, cái con người thật không có cái hình ảnh nào nó thật hơn là đang cho con bú mà vậy ha, mà like toàn cầu là tại vì vừa cho con bú vừa làm bánh xèo vừa nấu chè gì đó. Ô tự nhiên sáng hôm nay em thèm xôi quá, tôi bây giờ em làm muốn xôi cho mấy chị biết nha, xôi chạy vô bếp mấy chị. Nghĩ không có cái gì nó hay mà chỉ là tại vì cái transparency đó, cái internet là cái nó bộc bạch cái gì ha, nó thật mà chỉ mình sống thật với con người của mình. Thật ra cái đó là cái hay mà chỉ, thành ra không phải là mình bắt chước ai hay là đừng có gò bó quá mà chỉ cái rất tự nhiên con người thật của mình mà chỉ đó. Nam Phương nó nói rất thật, mình cảm nhận ngay cái điều đó, mỗi người sống thật với mình, internet nó cho cả thế giới mình vậy. Thật ra cái đó là cái rất hay, cái điểm một mày, cái điểm rất hay. Cảm ơn Phương. Ok, người sau cùng mấy gì? Có thể đây là cái nguồn năng lượng của cái team, và đồng thời cái vị trí mà team elite, mấy chị biết là Blue Diamond là đã không phải là một cái chuyện dễ mà chị. Team elite mình rất vui, đó là thứ nhất là trong cái chuyến Barcelona tới thì sẽ có thêm một account của người Việt Nam, mình có thêm một cái account khác ở ở châu Úc. Nhưng mà có thể nói mấy chị, cái vị trí này nó không phải là chỉ là cái danh hiệu đó, nhưng mà nó là một cái mở đường, nó là một cái minh chứng cho thấy cái sự vững vàng của Nu Skin ở Việt Nam và đồng thời ở Đông Nam Á. Mà chị mình nhìn cái hình ảnh của chị Nga và Nam Phương, mình chỉ thấy một cái thôi, đó là cái hình ảnh của một cái gia đình, và cái đó là cái có thể nói là ở Việt Nam hiện nay đang 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 thiếu này chị. Người ta chỉ nhìn vào network marketing kinh doanh đa cấp với một cái hình ảnh nó khác mà chị, nhưng mà đây là cái hình ảnh rõ ràng, nó là một cái biểu tượng, một cái gia đình đã thành công trước đó. Nam Phương có một cái background không phải là người nào cũng có, nhưng mà tại sao một cái gia đình như vậy mới vậy ha, là có thể làm chung được và qua một cái gọi là cái kinh doanh đa cấp mình chị, mà mình và em nghĩ là chị nghe cái công của chị trong suốt thời gian vừa rồi đó, nó không chỉ là một cái danh hiệu hay là một cái gì đó mình chị, nhưng mà nó nói lên rất rõ mà có thể đa cấp trong suốt gần mười mấy 20 năm nay không nói được mình chị nha. Mình không thấy hình ảnh Phương Phương thấy là chú không thấy hình ảnh này ở những công ty bạn, những công ty khác không đưa ra được hình ảnh này. Mình cũng có theo dõi, nhưng phải là mình chỉ biết Nu Skin không mấy chị nha, mình theo dõi những cái công ty bạn mấy chị ABCD và mình không thấy cái hình ảnh. Mình có thể nói đây là cái niềm rất tự hào. Ok, mời chị nghe. Xin chào anh Dean và tất cả các anh chị. Ở tại Việt Nam bây giờ mình là 11 rưỡi đêm thì ở trên TV đó. Tổng Đang 29 phút. đang trên TV đấy, anh Dean, là đang giống như là mọi người hội tụ lại rồi âm nhạc ca nhạc để đợi chờ cái giây phút giao thừa. Còn đối với Nu Việt của mình á, thì dạ thì năm nay mình rất là vui bởi vì chúng mình cũng đang gặp nhau và thông qua cái phương tiện digital marketing như thế này, mạng xã hội như thế này, chúng ta có cái dịp xích lại gần nhau, và cũng thông qua cái cách hoạt động của Nu Việt mà đổi mới khoảng mấy tháng gần đây đó, thì các anh chị thấy là chúng mình gặp nhau thường xuyên, Mỹ rồi châu Âu, Việt Nam, bây giờ chẳng còn khoảng cách gì cả, và mình cảm thấy thế giới rất là nhỏ và mọi người cảm thấy là gần gũi với nhau, và mình được trở về đó những cái tôn chỉ, những cái slogan của Nu Việt hồi đầu đó là Nu Việt nơi kết nối tài năng Việt. Vậy là anh chị em mình ngồi đây là tài năng hết, nó tóm lại vậy. thì mình rất thích là cái phương hướng hoạt động mới của Nu Việt anh ấy. Mình thích lắm, mình đang mong cái năm 2017 đó mình thấy đó, mình cứ bám chặt vào các hoạt động của Nu Việt là chắc chắn sẽ thành công. Thí dụ như cái đội nhóm ở châu Âu thì các bạn rất là vui nói là năm nay chú Đinh sẽ coi cái châu Âu giống như là một cái điểm nóng nhỉ. Thế nói thì thế thì các bạn phải hoạt động mạnh hơn, và điều mà họ đâm chồi nảy lộc rất nhanh không cần cái người upline như mình chẳng hạn là bởi vì
Thành ra là bây giờ Việt Nam phải học lại châu Âu. Tức là ở bên Mỹ thì không biết các anh chị theo dõi có chuyên cần không, nhưng đặc biệt châu Âu bùng nổ thời gian vừa qua là nhờ webinar, chứ hoàn toàn chúng mình đã offline. Chúng mình chỉ có một tuần là gặp nhau trên webinar có một lần thôi, còn lại là tham dự đều đặn, tức là hành động đều đặn mỗi ngày, những việc rất đơn giản. Thì đây là cái điều tâm đắc nhất của mình trong các thời gian gần đây, và mình cảm thấy rất là háo hức với cái phương thức hoạt động mới của Nu Việt. Và mình tin chắc rằng cùng với cái công cụ mà anh Điên là cái người thuyền trưởng mà giống là đưa ra đó ha, là hoạt động bằng cái mạng xã hội đó, thì mình tin chắc là năm 2017 là một cái năm rất là tuyệt vời. Cái điều thứ hai đó, mình muốn nhắn nhủ các bạn, nói gì thì nói, chúng mình là những người kinh doanh, đúng không ạ? Và tầm nhìn của công ty Nu Skin là trả thưởng cao nhất cho các nhà phân phối lãnh đạo đó, cho nên là Nu Skin là cái gọi là cái môi trường để mà phát triển bản thân cũng như là phát triển lãnh đạo. Cho nên á, không có cái cách nào hơn, lãnh đạo ở đây là lãnh đạo chính bản thân mình, lãnh đạo bằng cách làm gương, lãnh đạo bằng phục vụ, và cuối cùng mình mới là dẫn dắt các đội nhóm. Cho nên thông qua công việc Nu Skin, điều tâm đắc nhất của mình đó chính là làm thay đổi được những cuộc đời, dù họ ở bất cứ đâu. Có thể là một cái tỉnh rất là xa lạ, rất là xa xôi, hẻo lánh, nhưng cũng có thể là châu Âu, có thể là Mỹ, có thể là bất kỳ nước nào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là thông qua cái cơ hội này, chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng những cái câu chuyện thành công có thật, không những tại Việt Nam, tại Mỹ, tại châu Âu, tại bất kỳ một cái đất nước nào trên thế giới, và mở đường đó cho rất nhiều những gia đình còn đang tìm cái tiếng nói chung đó, làm sao để hai thế hệ cùng làm việc chung. Và không những thế, một cái lớp trẻ ở Việt Nam chẳng hạn bây giờ rất là đông, và các bạn đang phát triển rất là nhanh chóng. Và cuối cùng đó, thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe, lời gọi là chúc thành công, rồi làm sao để gia đình Nu Việt của chúng ta đó mỗi ngày lại gặp nhau trên mạng xã hội như thế này. Nhìn thấy chú Đin hôm nay, chú Đin đẹp trai như nào là mọi người khen quá trời luôn, cho nên là chú Đin không giấu được. Thế là chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Cảm ơn anh Đin, chị Dung, những người thuyền trưởng phải nói là hết lòng hết dạ đối với đội nhóm, và cũng thông qua cái sự tận tâm tận lực này thì mỗi leader của chúng ta hãy học cái người upline của chúng mình, và sẽ trở thành những cái người cũng là hết sức tận tâm đối với đội nhóm của chúng mình, với tất cả anh chị em trong đội nhóm Nu Việt. Rồi một lời chúc cuối cùng là chúc mọi người Happy New Year năm 2017. Ok anh chị, mình đã có xanh, giờ đem theo cái trái pháo vào đây. Có trái pháo. Năm mình vừa mới nhận được cái message của Bích, Bích nói là đang bận và không có vào được. Thành ra mình copy nguyên cái chương trình Nu Việt Live thả vào trong cái message, thành ra Bích ngồi đó xem ngay nha, đang nằm trên giường đó. Thành ra mình chưa bao giờ Nam Phương thấy là cái cơ hội này nó tuyệt vời. Thật ra chú chỉ lo áo quần bảnh bao rồi ngồi trước cái màn hình. Dạ là xong ha. Cần phải đi thôi. Chúng mình được trái diện đẹp chú ạ. Năm mới mới. Rất vui đó là có cái buổi ngày hôm nay đó, và mình muốn mấy anh chị dành ít thời gian lại cho gia đình trước cái thời khắc giao mùa này. Nhưng mà hôm nay mấy anh chị mình rất vui đánh dấu một cái bước ngoặt mới của cái team Nu Việt, và đồng thời một số mấy anh chị. Một lần nữa xin chúc mừng, mình nghĩ là cái trọng tâm của hôm nay là chúc mừng, mình celebrate mấy chị ha, trong năm 2016 đó, và mình nhìn về năm 2017. Mình sẽ có cái chương trình thứ bảy tuần tới, mình sẽ triển khai những cái chi tiết nó như thế nào mấy chị. Nhưng mà xin đại diện cho đội nhóm chúc mừng chị Bích Nga, Nam Phương, anh Ngọc Anh và tất cả một số mấy anh chị khác mấy chị ha. Mình xin chúc mừng, và đồng thời mình cũng nên mấy chị dành một ít thời gian đó để mà mình chúc mừng tất cả mấy anh chị ở bất kỳ cái vị trí nào. Mấy anh chị mình phải nói là mình may mắn mình biết tới cái cơ hội này mấy anh chị, và cái đó là một cái niềm may đã hơn rất nhiều người khác rồi. Thành ra trong năm 2017 thì xin đại diện cho cả gia đình hay là đại diện cái chúc cái mình nói, mình có một câu copy and paste đó, mình cứ control C control V là lẹ lắm. Tức là chúc mấy anh chị một cái năm, thứ nhất là sức khỏe cùng gia đình mấy anh chị, sức khỏe, thứ hai là hạnh phúc, và cái thứ ba đó là đạt được tất cả những gì mà mấy anh chị mơ ước. Nếu vậy đó thì mơ ước nhiều nhiều giúp mấy anh chị, vì mình bảo đảm với mấy anh chị là mấy anh chị được hết. Thành ra cố bảo đảm mơ ước mấy anh chị mơ ước một được mười, mơ ước mười á. Rồi ok mấy anh chị, xin chào tất cả mấy anh chị. Cảm ơn anh đi vô bên kia sao mấy anh chị ạ? Mọi người đổ ra đường hả? Việt Nam là mọi người đang đổ ra đường. Phương diễn tả chuyện gì đang xảy ra bên Việt Nam coi cho mấy anh em nghe coi. Mấy anh em
chắc đây khoảng 2 tiếng thì nhà cháu có Xin ra chào. cái trung tâm Phú Hưng quận 7 ra Hồ Bán Nguyệt để mà ăn tối ạ. Thì lúc đó là họ dựng là khoảng hai cái sân khấu ca nhạc miễn phí ngoài trời. Dạ, và rất là đông, nói chung bọn cháu đi ngoài đường là không có chỗ gửi xe, xe máy từ khắp mọi nơi dồn về. Dạ thì hiện giờ ở quận 7 đang rất là đông, ở quận 1 cũng đang rất là đông, quận 1 cũng có ba cái sân khấu ca nhạc ngoài trời. Kẹt Và chắc chắc là hầu hết mọi người bây giờ đều đang tụ tập lại với bạn bè và người thân yêu để chuẩn bị đến countdown với nhau. Dạ. rồi cảm ơn người đứng đằng sau sân khấu hậu trường đó là Trần Quốc Khánh đang đang rồi, cảm ơn tất cả mấy anh chị. Gặp lại năm mới. Happy New Year mấy anh chị nha. Cô Dung cho điên. Rồi, Cảm ơn, I'm from Norway. Bye.